Xin chào tất cả các bạn khán thính giả. Như đã hẹn thì trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung tập 2, cũng chính là tập cuối của chuyện. Chúng ta sẽ cùng nghe những diễn biến cuối cùng và chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận sau khi theo dõi, cũng như đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác ở trên kênh. Chúc các bạn có được phút giây thư giãn thú vị sau khi lắng nghe giọng đọc của Mai nhé. Ngày học đầu tiên kết thúc, Hà Huyền cùng cô hai bạn thân quyết định đi một vòng phố để thử những quán ăn ngon ở Nam Kinh. Ba người ngồi thư viện đợi mọi người về hết mới ra ngoài. Nhưng khi vừa sát đến cổng, một bóng dáng cao lớn đứng đợi sẵn. Thấy anh ta, Hà Huyền giật giật khóe miệng. Về phần hai người kia chỉ chọc chọc cánh tay cô, giọng cũng cao hơn. Này, người ta đến đón cậu kìa. Vậy xem như hôm nay không đi được rồi. Nói xong, Diệp Biên vội kéo Phi Tuyết rời đi. Những lúc Hạ Huyền không để ý, cô ta làm hành động cổ vũ với Đỉnh Phong. Đường Sự thấy thế, gương mặt không bày ra biểu hiện gì. Anh có việc mới tìm đến Hạ Huyền, nhưng hình như bị hiểu lầm rồi. Hôm nay có việc cần nhờ cô. Việc gì thế? Lấy xe đi, tôi giải thích sau. Hạ Huyền có chút băn khoăn, nhưng sau đó vẫn gật đầu. Tên họ Cố này chắc không rảnh rỗi đến mức bắt cóc cô hay làm chuyện gì xấu đâu nhở. Anh mở cửa xe cho cô, đợi cô thắt dây an toàn rồi trở lại vị trí ghế lái. Hôm nay tôi có buổi tiệc rượu, cần một partner đi cùng. Thế cho nên anh tới trường để tìm tôi á? Cô rất bất ngờ hỏi anh. Đúng như thế. Hạ Huyền thực sự không còn gì để nói với Đình Phong. Mẹ kiếp, anh ta muốn thì cứ nói với người ta một tiếng, tôi đây sẵn lòng phối hợp. Còn đằng này thì... Thế chúng ta đang đi đâu thế? Trung tâm thương mại. Cô định ăn mặc thế này đến đó à? Nhìn bộ quần áo trên người, Hạ Huyền lắc lắc đầu. Dù nó gọn gàng đi chăng nữa thì cũng không phù hợp với những buổi tiệc rượu như vậy. Nhưng mà người ta nhận ra tôi thì sao? Đừng quên anh đồng ý với tôi, cuộc hôn nhân chỉ diễn ra trong thầm lặng. Những người có mặt ở đây đều là doanh nhân nước ngoài, họ không để ý ra cảnh cô đâu. Nói xong, không biết trong đầu nghĩ gì, Đình Phong nghiêng đầu sang nhìn Hạ Huyền. Người ta chỉ hận không thể nhận mình là cố phu nhân. Hạ đại tiểu thư được vị trí này lại không muốn công khai à? Hạ Huyền vội lắc đầu. Kiếp trước cô dính phải một tạ cặn bã đã khổ rồi. Kiếp này chỉ muốn một là chú chim nhỏ tự do bay bổng thôi. Còn về cái cuộc hôn nhân này, ai kêu cô lỡ mồm nói bậy. Thấy thái độ từ chối đó, Đình Phong cũng không nói gì. Đến trung tâm thương mại, anh dắt Hạ Huyền đến căn phòng mình đặt trước. Nhìn những người trước mặt, Hạ Huyền có chút cảm khái. Để đều là những chuyên viên trang điểm, nhà thiết kế hàng đầu trong nước, mỗi người đều thuộc về nhiều nghệ sĩ khác nhau. Vậy mà Đình Phong có thể tập hợp họ cùng một chỗ. Mọi người cứ làm theo lời của tôi. Dạ vâng. Nói xong, anh đi đến căn phòng đối diện được chuẩn bị riêng của mình, bỏ lại Hạ Huyền bàng hoàng ở đây. Mọi người đây hiểu quy tắc, dù bất cứ thắc mắc gì cũng không được hỏi khách hàng của mình. Một cô gái lên tiếng. Làn da của vị tiểu thư được chăm sóc thật tốt, rất nhiều ca sĩ muốn cũng không được. Gương mặt cô ấy cũng hoàn hảo, không chỗ nào có lỗ chân lông to. Thực sự chỉ cần nhìn sơ qua, tôi khẳng định đây là vẻ đẹp tự nhiên. Dáng người tiểu thư phù với bất cứ trang phục nào, bất cứ màu sắc nào cũng đẹp. Nghe những lời nói đó, Hạ Huyền có chút ngại ngùng đỏ mặt. Trời đất, cô xấu hổ lắm rồi đấy nhá. Khoảng nửa tiếng bị dài vò, cô đã có thể ra ngoài. Đây là lần thứ hai cô mặc lễ phục, nhưng khác với buổi tiệc sinh nhật của mình, cô được trang điểm một cách chỉn chu hơn. Đình Phong thay xong bộ đồ Âu phục đen lịch lãm. Khi Hạ Huyền xuất hiện, gương mặt anh có chút bần thần. Ấn tượng của anh đối với cô đó là hai chữ bạo lực. Hai lần gặp, cô gái này muốn đánh anh, không đánh được thì chọc tức anh. Còn lại anh chưa bao giờ để ý cô em xinh đẹp hay xấu xí, nhỏ con hay lực lưỡng. Nhưng bây giờ có lẽ anh phải thay đổi suy nghĩ này. Nhìn kỹ lại, đúng là Hạ Huyền rất không phải nói là cô gái vô cùng xinh đẹp. Dáng người cô cao khoảng gần 1m7, dù tập võ nhưng giữ được sự thanh mảnh đó. Gương mặt thanh tú được nét hài hòa, ai nhìn vào cũng bị hút hồn theo. Đặc biệt, bộ lễ phục màu đen ôm sát toàn thân tôn lên làn da trắng nõn vốn có của cô. Hạ Huyền có chút ngại ngùng, nên cũng không thấy vẻ mặt này của Đình Phong. Thấy bản thân có chút thất thố, anh hò khẽ một tiếng. Hôm nay cô đẹp lắm. Cảm ơn. Đi thôi. Đến nơi, Đình Phong dừng xe, sau đó mở cửa cho Hạ Huyền. Anh cẩn thận gỡ dây an toàn cho cô, rồi tự nhiên nắm tay cô đi vào trong.
Nhân viên đứng trước cửa thấy hai người tiến lại, xin hai vị xuất trình thiệp mời. Đình Phong lấy hai cái thiệp từ trong túi. Sau khi xem xét xong, người nhân viên mở cửa làm động tác mời. Sống hai kiếp lại còn là đại tiểu thư Hà gia, nhưng thực ra Hạ Huyền chưa bao giờ đến những nơi thế này. Kiếp trước cô và cha Hạ luôn ở trạng thái đối nghịch nhau, nên những dịp như vậy Hạ Kiều là sự lựa chọn hợp lý nhất. Cảm nhận sự lo lắng của người bên cạnh, Đình Phong miết lòng bàn tay cô, nhẹ giọng nói, không ra đâu, chỉ cần bên cạnh tôi là được. Nghe câu nói này, Hạ Huyền gật đầu. Cô nở nụ cười nhẹ với anh, anh cứ yên tâm về tôi. Bỗng một người đàn ông ngoại quốc tiến lại, trên tay cầm ly cocktail. Thấy Đình Phong dường như có quen biết ông ta, cô nói với anh mình bên que kia đợi. Đình Phong lại giữ chặt tay cô, bản thân anh tiếp tục trò chuyện với người đàn ông đó. Bởi đang dĩ cô đành đứng bên cạnh nghe anh tiếp. Hai người trao đổi bằng tiếng Nga, Hạ Huyền một chút cũng không hiểu. Cô tự tin về vốn ngoại ngữ, nhưng chỉ là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp, còn ngôn ngữ khác thì cô chịu. 10 phút sau, cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc. Đình Phong nhìn sang Hạ Huyền, thấy biểu cảm của cô có chút buồn cười. Tôi cảm thấy mình nên học thêm tiếng Nga, lỡ đâu anh nói xấu tôi còn biết để mà đánh. Không, tôi chỉ nói cô là vợ tôi, anh ta khen cô xinh đẹp. Lập tức gò má cô đỏ lên. Đình Phong thấy vậy, anh nghĩ cô cảm thấy ngột ngạt nên lên tiếng, hôm nay vậy được rồi, tôi đưa cô về. Nhanh thế á, tôi cứ nghĩ anh phải nói chuyện thêm vài người nữa. Không cần đâu, tôi có được thông tin mình cần rồi, đi thôi. Bây giờ cũng khoảng 7 giờ, đường phố lúc này nhộn nhịp, người người tấp nập dạo phố, từng đôi nam nữ nắm tay nhau hẹn hò. Đình Phong lái xe đến Hạ gia, Hạ Huyền không đợi anh ta mở cửa liền xuống xe trước. Bộ lễ phục này tôi trả cho anh sau nhé. Không cần đâu, cô cứ giữ đi. Hạ Huyền chỉ đành gật đầu. Khi cô vừa xe ngồi định bước vào trong, Đình Phong lên tiếng, khoan đã, tôi có cái này cho cô. Nói xong, anh mở cốp lấy hộp quà tặng cô nhân dịp ngày đầu tiên vào đại học. Cô bất ngờ nhận lấy hộp quà từ tay anh, giọng điệu dịu dàng, cảm ơn anh nhé, tôi thích lắm. Đình Phong gật đầu rồi lái xe rời đi. Hạ Huyền đưa anh ta đi xa mở hộp quà. Bên trong là chiếc túi đựng máy ảnh màu xanh lam, vài cuộn phim cùng mẩu giấy nhỏ, trên đó là dòng chữ nắn nót. Lúc sáng, tôi thấy cô bỏ máy vào túi sách, sợ mấy anh bị chảy xước. Dựa theo máy ảnh của cô, tôi mua những cái này, mong là cô không chê. Đọc xong, cô cảm thấy bản thân có chút gì đấy khó nói. Cô nhìn hướng anh rời đi miệng lẩm bẩm, cố Đình Phong này, có lẽ cô không đến nỗi tệ đâu nhỉ. Lúc này, Hạ gia chủ, bà Hạ và Hạ Kiều ngồi trong phòng khách xem phim. Nhìn thấy mọi người, Hạ Huyền chỉ hơi kinh ngạc, rồi sau đó gật đầu chào hỏi. Cha Hạ là người đầu tiên lên tiếng, Huyền trông xinh đẹp đấy, con vừa dự tiệc về à? Cô chưa kịp trả lời, Hạ Kiều ngồi một bên xen vào, kiểu lễ phục này em chưa từng thấy bao giờ, bà cha chị tặng á? Cô nghiêng đầu, khóe miệng nhếch lên, chị nghĩ chị làm gì cũng không phiền em quan tâm đâu, em tập trung vào chuyện học hành của mình đi. Sau đó cô trả lời cha, khi nãy Phi gia có buổi tiệc nhỏ nên Tuyết Tuyết cho con mượn bộ lễ phục ạ. Ông Hạ nghe vậy, ông gật đầu coi như đồng ý với câu trả lời này. Ngày đầu tiên ở Nam Kinh như thế nào? Dạ tất cả ổn ạ. Cha còn lo có không thích ứng được cơ. Vâng, thế con lên lầu trước ạ. Vừa lên phòng, Hạ Huyền khóa cửa, thay chiếc váy đơn giản. Cô lấy máy ảnh dán đầy những sticker mini cha tặng rồi bỏ vào trong túi mỉm cười. Đúng là trùng hợp thật. Một tuần trôi qua, ngoài việc đến đại học mỗi ngày hơi xa, cũng không có việc gì lo ngại. Trong thời gian này, cô không gặp Đình Phong, ai nấy làm việc riêng của mình. Thủ tục đăng ký ký túc cũng xong, danh sách phòng gồm có cô, Diệp Yên, Phi Tuyết và một chị sinh viên khóa trên. Nhìn đống quần áo trong tủ, nhìn sang hai cái vali, Hà Huyền cảm thấy mệt mỏi. Tiểu Linh ở bên cạnh động viên, không sao đâu, có em giúp tiểu thư dọn mà. Vấn đề là chị không biết chọn bộ nào ấy, nhiều quá. Hay tiểu thư mang hết ạ? Hạ Huyền lắc đầu. Dù ký túc xá Đại học Nam Kinh khá rộng, nhưng có đến tận 4 người, mỗi người mang đi hết thì đó là điều bất khả thi. Thôi, em soạn giúp chị bộ này, đây nữa này. Tiểu Linh làm việc rất nhanh gọn, chỉ 15 phút là xong. Hai cái vali chứa quần áo, một túi đựng trang sức cùng mỹ phẩm. Để em mang ra xe cho tiểu thư ạ. Tiểu Linh mang hành lý ra ngoài. Hạ Huyền nhìn ngắm căn phòng quen thuộc, chớp mắt, cô trọng sinh được 5 tháng,
Bây giờ trong một khoảng thời gian nữa cô mới trở lại căn phòng này. Bỗng cô đi đến bên cái tủ ở đầu giường, mở ngăn kéo lấy tấm ảnh, suýt nữa quên mất nó. Lỡ mà anh ta đòi thì khổ rồi. Tài xế lái xe đến Đại học Nam Kinh, vì hôm nay chủ nhật, cũng là ngày nhận phòng ký túc xá nên vô cùng đông đúc. Tài xế mở cốp sau xe, sau đó mình cùng Tiểu Linh mỗi người một cái kéo lên lầu. Phòng Hạ Huyền nằm ở tầng 2, nhưng do nhiều người, họ mất khoảng 20 phút mới lên tới. Hạ Huyền bảo hai người đặt vali ngay cửa phòng rồi về Hạ gia. Tiểu Linh nước mắt chảy dài ôm chầm lấy cô. Em không muốn xa Tiểu Thư. Nào Tiểu Linh ngoan, cuối tuần chị vẫn về mà. Nhưng... Hạ Huyền xoa đầu cô bé, dỗ dành một hồi Tiểu Linh mới chịu đi. Cô chỉ đánh bất đắc dĩ rồi mang vali đi vào. Phi Tuyết, Diệp Yên sắp xếp xong hành lý. Nhìn thấy Hạ Huyền, Diệp Yên nở nụ cười nham hiểm. Hạ đại Tiểu Thư đến rồi kìa, Tuyết Tuyết đưa quà. Hạ Huyền chưa kịp định hình, Phi Tuyết lấy bó hoa hồng cùng hộp quà nhỏ. Cố Đình Phong nhờ bọn tớ đưa cho cậu. Hả? Các cậu đùa tớ đấy à? Không có đâu, thực là anh ta đấy. Huyền, cậu xem. Đến việc vận chuyển đến ký túc xá như thế, Cố Đình Phong tặng quà, cậu không cảm động à? Phỉ Tuyết gật đầu tán thành. Không thì cũng phải có chút thích chứ. Hà Huyền đặt vali sang một bên, nhận hoa và quà từ tay Tuyết. Cô mở hộp, là một chiếc lắc tay. Diệp Biên nhân cơ hội tiếp tục trêu chọc bản thân. Tớ với Tuyết đều duyệt Cố Đình Phong đấy, cậu có thể mở lòng một lần, nếu không được thì thôi. Không biết trong đầu của Hạ Huyền nghĩ gì, lát sau cô cười nhẹ. Tớ suy nghĩ sau. 3 ngày trôi qua, ba người chưa gặp chị sinh viên khóa trên. Đến một hôm, giáo viên mới đến thông báo chị đi du học nên phòng tạm thời có 3 người thôi, khi nào có ai đăng ký thì thông báo sau. Diệp Biên nghe vậy có chút tiếc nuối. Tớ nghe nói chị học cùng chuyên ngành với chúng ta đấy, bố định nhờ chị ấy bảo một tí. Không sao đâu, chúng ta có thể làm quen với người khác. Mà sao Tuyết Tuyết lâu thế? Chắc cậu ấy mua thêm vài quyển sách mới. Thôi kệ, đợi cậu ấy thôi chứ biết sao. Lúc này Tuyết đang ngồi ở quầy đợi lấy trà sữa. Vì nơi đây gần trường, cô chỉ mặc chiếc đầm màu hồng phấn đơn giản, mái tóc xoăn dài xõa phía sau, gương mặt có chút trẻ con, kết hợp cái gọng kính tròn tròn làm cô càng thêm xinh xắn. Rất nhiều chàng trai dán mắt vào Phi Tuyết khi cô ngại ngùng. Bây giờ cô chỉ ước nhân viên mau chóng đưa đồ cho cô rồi để cô rời đi. Ngồi bàn đối diện Phi Tuyết là nhóm thanh niên tầm chừng 16 đến 20. Từ khi bước vào, Phi Tuyết trở thành mục tiêu của bọn họ. Xinh đẹp chưa? Là sinh viên à? Chắc thế, tôi chưa từng gặp qua. Đặng thiếu gia, cậu thấy thế nào? Người được nhắc đến Đặng Vĩ đang ngồi gác chân lên bàn nghịch điện thoại. Nghe đồng bọn nói đến mình, cậu vô cùng khó chịu ngẩng đầu. Khi nhìn thấy Phi Tuyết, gương mặt lúc bắt đầu hơi bất ngờ, sau đó khóe miệng nhếch ý cười. Là một tay chơi, cậu từng gặp qua rất nhiều loại người, nóng bỏng có, mị hoặc có, nhưng đây lần đầu tiên bị một người hút hồn thế này. Nếu so về nhan sắc, có thể nhiều người đẹp hơn. So về dáng vẻ, cô gái này bị ăn đứt. Tuy nhiên cô gái này mang đến cho cậu cảm giác vô cùng khác biệt, không giống với những vị thiên kim tiểu thư suốt ngày ăn mặc diêm dúa phô dáng. Cô gái toát lên vẻ dịu dàng thục nữ thực sự. Đặng Vĩ vội chỉnh áo sơ mi, sau đó vuốt vuốt mái tóc tổ quạ của mình. Đầu bọn thấy vậy trêu chọc. Đặng thiếu gia, cậu ngắm trúng cô gái này đấy à? Đầu bọn nghe vậy cười. Đặng Vĩ nhìn mình trong gương điện thoại, cảm thấy bản thân đẹp trai, sau đó đứng dậy đi lại chỗ Phi Tuyết. Thấy trước mặt xuất hiện bóng người, Phi Tuyết ngẩng đầu. Đặng Vĩ tỏ ra bối rối, gãi gãi đầu. Xin chào, tôi là Đặng Vĩ. Xin chào, tôi là Phi Tuyết. Phi Tuyết à? Theo như cậu biết, trong giới hắc đạo có một phi gia, nhưng nhìn cô gái hiền thục, chắc không phải vị tiểu thư được nuôi dưỡng như chim hoàng yến kia rồi. Dù sao cũng là con Phi Hoành, không thể không có chút phòng thủ nào như thế này. Đặng Vĩ định hỏi thêm, Phi Tuyết đứng lên nói. Xin lỗi, có chuyện gì thế ạ? Tôi có việc phải đi, tạm biệt cậu. Cô nhận lấy trà sữa, rồi sau đó rời đi. Đầu bọn Đặng Vĩ thấy ánh mắt cậu ta, vội vàng đứng lên rồi đi theo. Phi Tuyết lúc đầu chỉ cảm thấy bọn họ cùng đường, không để ý lắm. 5 phút rồi, họ vẫn theo sau. Cô thực sự cảm thấy hoảng hốt. Phi Tuyết bước nhanh hơn, nhìn bỗng trước mặt xuất hiện người cản đường. Tới tóc xanh dương, cầm lấy cây gậy bóng chảy. Được Đặng thiếu gia để ý mà dám chạy á? Gan của cô em lớn phết nhở? Một đêm rồi chúng ta thả cô em, thấy thế nào? Phi Tuyết cau mày, chưa bao giờ gặp tình huống thế này. Cô thực không biết xử lý thế nào. Đặng Vĩ tiến lại đặt tay lên vai cô, ghé vào tai cô nói nhỏ.
Cưng đừng lo, có gì bọn anh nhẹ nhàng. Phi Tuyết hất tay anh, định giáng một bạt tai, thì Đặng Vũ kịp thời chụp tay cô lại. Cô em ơi, đừng giở trò lạt mềm buộc chặt. Vậy Đặng thiếu gia thích thế nào? Nghe giọng nói Đặng Vĩ lúc này đây, anh cảm thấy ngây ngẩn. Anh nhìn thấy người đó, lát sau gương mặt cứng đơ, vì lại nhìn thấy một người đứng ở sau lưng cô. Chết tiệt, sao tên này ở đây nhỉ? Đặng thiếu. Phi Tuyết nhìn chàng trai đó, sắc mặt có chút hoảng hốt, đôi mắt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Đặng Vĩ hít một hơi rồi cười cười. Trịnh thiếu à, lâu không gặp. Trịnh Thanh duy trì nụ cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào tay của tên Đặng Vĩ. Chuyện không thể chặt phăng. Anh tiến lại, gạt tay anh ta rồi kéo Phi Tuyết trong lòng. Đến bạn gái tôi cậu dám động, có vẻ Đặng gia dạo này quá lớn mạnh. Phi Tuyết hiểu tình hình, để mặc Trịnh Thanh làm gì thì làm. Còn Đặng Vĩ không phải dạng ngu dốt, thấy hành động này hiểu là mình chọc nhầm ổ kiến lửa. Anh ta vội vàng quỳ xuống, miệng thì liên tục xin lỗi. Vì đây là nơi công cộng, Trịnh Thanh không làm lớn, anh chỉ kêu bọn chúng cút đi, còn mình kéo Phi Tuyết rời đi. Đi một quãng, Phi Tuyết đẩy Trịnh Thanh ra. Cảm ơn nhé, làm phiền anh. Nói rồi cô liền rời đi. Trịnh Thanh nhìn bóng dáng càng lúc càng khuất xa, anh cười khẽ. Đúng là cô ấy không thay đổi gì cả. Phi Tuyết mang trà sữa về phòng, đưa cho hai người bạn. Cô không kể với họ chuyện xảy ra khi nãy, vì cảm thấy cũng không cần thiết. Có nhiều thứ trong quá khứ để nó được lãng quên đi. Hạ Huyền thấy Phi Tuyết có chút bần thần. Cậu sao thế? Nãy giờ trông cậu cứ như không yên tâm ấy. À, không sao đâu, chỉ là khi nãy nhìn vài thứ không nên thấy. Hạ Huyền không hỏi nữa. Phi Tuyết lúc này mới lấy những thứ mình mua khi nãy sắp xếp. Bỗng cô thấy chiếc lắc tay màu bạc bị kẹp giữa cuốn sách. Phi Tuyết ngẩn ra, nhưng không biết trong đầu nghĩ gì. Cô bất giác đeo nó lên tay. Âm thanh phát ra từ những cái chuông bé xíu có chút vui tai. Trông nó đẹp nhở, âm thanh cũng dễ nghe. Khi nãy tớ giúp chị kia, chị ấy tặng nó coi như quà cảm ơn. Hạ Huyền Diệp Yên nghe vậy à một tiếng. Sau đó ba người ai làm việc đó. 3 tuần sau, khi đang dọn dẹp phòng, Hạ Huyền nhận cuộc gọi của cha Hạ. Alo, cha. Ừ, Huyền đây à, mai sinh nhật của Kiều đấy. Ở trường con có bận gì không? Nếu không về nhà một chuyến, sinh nhật con bé trong nhà thiếu một người cũng không vui con à. Huyền nhíu mày. Dạo này cuộc sống của cô có mức an nhàn, cô quên mất người này. Hạ Kiều bà Hạ, có gã họ Tạ kia nữa. Vâng, dạo này cũng là nhiều việc con quên mất đấy ạ. Để con sắp xếp chiều con về. Ừ, khi nào về cứ gọi tài xế nhé. Vâng ạ. Cúp điện thoại, khóe miệng Hạ Huyền nhếch lên. Phi Tuyết thấy nụ cười đáng sợ, vô vội vàng vàng hỏi. Này này này, Huyền Huyền, sao nghe xong điện thoại đột nhiên cười gian thế hả? Cha tớ dặn tớ về dự tiệc sinh nhật em tớ. Em cậu, Hạ Kiều á? Ừ. Diệp Yên đập bàn, sắc mặt lạnh dần. Vào sinh nhật Hạ Huyền, do Diệp gia xảy ra vài vấn đề nên cô không tham dự. Khi nghe Phi Tuyết kể lại mọi chuyện, cô biết vị tiểu thư Hạ gia có tâm tư đáng sợ như vậy. Có khốn đấy, tính ra bây giờ nó mới 15 tuổi, nhưng nó có thể tính kế cậu đấy. Không, người đứng sau là Lý Hoa, Hạ Kiều chỉ là con rối tùy ý bà ta điều khiển thôi. Để tớ và Tuyết Tuyết đi cùng, bọn tớ lo bọn họ làm gì cậu. Không sao đâu, ngày mai các cậu cứ xuất hiện với tư cách khách mới, nếu thực sự cần gì tớ sẽ nói ngay. Ok. Hạ Huyền về đến Hạ gia, bà Hạ thấy cô thì tiến lại. Huyền về rồi à? Ta còn nghĩ con quên nên bảo anh ấy gọi điện cho con. Bà lo quá rồi. Không phải mỗi lần thấy tôi, bà chuyện không thể tháo tôi làm 8 khúc à? Đương nhiên rồi, nhìn mặt mày tao nhớ đến con khốn đó. À, nào có, con nói thế người ta lại nghĩ không tốt về gì. Kiều Kiều ở trên lầu ấy, con bé nói muốn cùng con chọn váy. Hạ Huệ không nói gì, cô xoay người đưa lên phòng. Nhìn bóng dáng cô đi khuất, bà Hạ ở phía sau gọi điện cho ai đó. Ánh mắt toát lên vẻ hung ác. Lần trước con nhãi đó may mắn, lần này thì không đâu. Hạ Huyền đi qua phòng Hạ Kiều, nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Cô nhún vai đi thẳng phía phòng mình. Mở cửa ra, thấy Hạ Kiều ngồi trước bàn trang điểm của cô. Nội thất phía trong thì bị thay thế sạch sành xanh. Từng cái giường, cái tủ, thậm chí rèm cửa màu tường cũng thay đổi. Chị à, lâu quá không gặp chị. Cha nói chị không ở đây, phòng rộng thế này bỏ phí, cho nên em chuyển vào chị ạ. Chị không giận em chứ ạ? Hạ Huyền nén cơn giận. Không sao,
Chị đâu phải loại người keo kiệt như thế. Mà Kiều này, chỉ 2 tuần không gặp, trông em có vẻ trưởng thành hơn đấy. À vâng, tất cả là chị dạy bảo em mà. Hạ Huyền không nói lời nào rời khỏi Hạ gia. Cô hiểu tính khí Hạ gia chủ, nếu không có sự cho phép của ông, Hạ Kiều không dám chuyển phòng như vậy. 2 tuần không về, không ngờ mọi thứ thay đổi, nó lại dám vào phòng của cô à? Trong thời gian cô ở trường, hai mẹ con bà ta dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ cha cô thuyết phục ông ấy. Có chút buồn chút tủi, có chút chua xót nữa chứ. Nhiều loanh quanh trên lễ đường, cảm giác hụt hẫng chiếm trọn tâm lý Hạ Huyền. Kiếp trước, mâu thuẫn giữa cô với lại cha cô gần như không cách nào hàn gắn. Thậm chí ông nhiều lần định gạch tên cô khỏi Hạ gia. Kiếp này những từ mối quan hệ hòa hoãn, việc này đối với cô nó như là một gáo nước lạnh. Cô nghĩ chỉ cần trả thù là đủ, không ngờ. Hạ Huyền, nghe có người gọi tên. Hạ Huyền quay đầu, nhìn người ngồi trong xe cô có chút ngạc nhiên. Sao anh ở đây? Đi dạo, cô làm gì thần thờ vậy? À, giống anh thôi. Cố Đình Phong thấy tâm trạng cô không tốt, anh lên tiếng. Lên xe đi, nếu không người xấu bắt cóc cô đấy. Hạ Huyền nghe vậy bất giác cười khẽ. Không hiểu sao nghe anh ta nói vậy, nỗi buồn trong lòng cô vơi đi một chút. Mở cửa xe ngồi vào, Đình Phong mở đại bài hát vui nào đó. Cô muốn đi đâu không? Tôi theo ý anh. Ừ, thế đi ăn trước nhá. Ok. Đình Phong lái xe đến nhà hàng sang trọng. Vì anh là khách quen nơi này, luôn có sẵn một phòng VIP cho anh. Cô muốn ăn gì? Người ta nói ăn giúp tâm trạng cảm thấy tốt hơn. Hạ Huyền dứt khoát gọi luôn tất cả những món yêu thích của mình. Đình Phong không chọn món mà đưa thực đơn cho nhân viên. Cho tôi một phần giống cô ấy. Dạ vâng. Hạ Huyền thấy vậy bất ngờ lắm. Thực sự những món cô chọn không giống với gu ăn uống của cố Đình Phong. Hơn nữa anh ta không chê cô ăn nhiều à? Rất nhanh từng món được mang lên. Hạ Huyền rất đói. Cô chuyên tâm ăn, không cố ý đến Đình Phong đang nhìn mình. Anh cũng chỉ nghĩ cuộc hôn nhân chớp nhoáng chẳng có gì đặc sắc. Nhưng bây giờ anh phải thay đổi suy nghĩ. Làm sao anh không biết Lăng Kha cùng hai vị tiểu thư kia cố gắng tác hợp cho anh. Nhưng dù sao mọi thứ cần có thời gian. Hạ Huyền ăn no, nhìn sang Đình Phong thì thấy mình ăn luôn phần của người ta. Đồ đũa anh còn chưa động tới, nhục thật. Hạ Huyền chưa kịp xin lỗi, lúc này Đình Phong lên tiếng. Tôi nghe nói gần đây tổ chức lễ hội nhỏ, cô muốn tham gia không? Hạ Huyền nghe vậy gật đầu lia lịa. Đình Phong thanh toán rồi lái xe đến đó. Nơi diễn ra lễ hội là dòng sông lớn trong thành phố. Anh dừng ở bãi đỗ rồi đưa tay mình ra. Tôi sợ cô lạc. Cô mỉm cười đặt tay mình lên tay anh. Hai người tay trong tay hòa lẫn vào đám đông. Lâu lắm rồi được tham gia lễ hội kiểu này, Hạ Huyền vô cùng phấn khích. Cô kéo Đình Phong đi hết sạp này đến sạp khác, thử toàn bộ bánh kẹo được bày bán. Tôi muốn ăn cái này. Ôi trời, thử cái này này. Đình Phong không tỏ vẻ gì khó chịu. Cô muốn đi đâu anh đưa đến đó. Thậm chí khi cô bảo anh chơi trò chơi, anh đồng ý làm theo. Một tay ôm túi quà, một tay cầm tay Hạ Huyền, trên đầu đội thêm cái nón tai gấu. Nam thanh nữ tú, trai mặc vest đen, gái diện đầm trắng. Hai người như đôi tình nhân ngọt ngào, khiến mọi người có chút ganh tị. Lại nhìn cái cặp tai gấu do cô thắng giải câu cá khi nãy kìa. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai người. Lúc đầu cô không để ý, nhưng cô phát hiện càng lúc càng có nhiều người nhìn tới thì hơi mất tự nhiên. Cô vội vàng kéo anh đi chỗ khác. Sao mọi người nhìn chúng ta thế? Chẳng nhẽ chúng ta thắng nhiều quá à? Chắc thấy cô đẹp. Được khen như vậy, gương mặt cô đỏ lên, nhìn đồng hồ trên tay, vội kéo anh đến bên bờ sông. Tiếng pháo hoa vang lên, bầu trời đêm bỗng chốc sáng bừng với nhiều màu sắc rực rỡ. Hình ảnh phản chiếu trên mặt sông làm khung cảnh càng thêm phần lãng mạn. Cô cảm thấy bàn tay bị nắm chặt hơn, ngừng đầu nhìn Đình Phong. Gương mặt điển trai đó khiến cô kìm không được tim đập nhanh hơn. Bỗng nhiên anh cúi đầu, ngay khi cánh môi chạm nhau, một giọng nói của đứa nhỏ vang lên. Ôi trời ơi, hai anh chị kia hôn nhau kìa mẹ. Mẹ đứa nhỏ biết con mình vừa làm một điều không nên, vội vàng xin lỗi kéo thằng nhóc đi chỗ khác. Hạ Huyền vội lấy tay che mặt. Đình Phong chỉnh trang lại trang phục của mình, giả vờ như chưa có gì xảy ra. Pháo hoa hết rồi đấy, về thôi. Ừ, về thôi. Sau khi lên xe, không ai nói với ai câu nào. Hạ Huyền là người thích phá vỡ bầu không khí yên lặng. Cái đó, anh đưa tôi đến khách sạn là được. Tôi không muốn về Hạ gia. Cô là con gái, không nên ở một mình tại những nơi như vậy. Tôi biết, nhưng giờ tôi đâu còn chỗ nào đâu. Y Điên với Tuyết Tuyết vẫn ở trường nên tôi không thể ở cùng họ. Đình Phong là người tinh tế, thấy cô không muốn nói về Hạ gia, anh không hỏi nữa.
Mẹ về biệt thự của tôi đi, dù sao cô đến đó một lần sẽ không bị bỡ ngỡ. Cô nghĩ một lát rồi gật đầu. Quả thực bây giờ chả biết ở đâu nữa. Định Phong lái xe về biệt thự tư nhân của mình, quả ra thấy Hạ Huyền trên xe, nụ cười rạng rỡ hơn lần trước. Nhìn bầu không khí ngọt ngào, chắc hẳn mối quan hệ của hai người tiến triển thuận lợi. Ở cúi đầu chào, quay sang hỏi Hạ Huyền, Hạ tiểu thư hôm nay tới đây là để... Cô chưa kịp trả lời, Định Phong nói trước, dọn dẹp căn phòng kế bên phòng tôi nhé. À mà, họ người đến đây đem mấy bộ quần áo cho nữ. À dạ. Hạ Huyền có chút ngại ngùng, Định Phong đúng là tốt với cô thật. Cô muốn ăn chút gì không? Không cần đâu, tôi sợ mập lắm. Ừ, cô vào khách ngồi chờ đi, lát nữa quản gia đưa cô lên phòng. Nói xong anh ra ngoài nghe điện thoại. Cô ngồi đó khoảng chừng 15 phút, Đình Phong quay trở lại. Trên tay là những phần thưởng họ chiến thắng ở lễ hội ban nãy. Anh đưa tất cả cho cô, giọng nói mang chút ấm áp. Của cô này. Nhưng tất cả anh thắng mà, tôi chỉ đứng xem thôi. Cô nghĩ tôi hợp khẩu vị với mấy cái thứ này à? Nghe câu nói này, Hạ Huyền câm nín. Thực sự một người kiêu ngạo lạnh lùng như anh ta, làm sao cũng không thể gán ghép với hai từ mấy cái đồ dễ thương này được. Như vậy đi, một cái thì tôi lấy, còn đồ đôi mỗi người một nửa. Ví dụ như hai cái tai thỏ này này, tôi một cái nhá, anh thấy sao? Đình Phong gật đầu. Thế là hai người bắt đầu quá trình chia phần thưởng. Nhưng chia một lúc hai người phát hiện hầu như toàn là phần thưởng đồ đôi đồ cặp, chỉ có một hai con gấu bông lẻ thôi. Mấy phút trôi qua, mọi thứ xong xuôi. Đình Phong bảo quản gia buôn mọi thứ lên tư phòng của mình, còn bản thân lấy cái túi lớn để Hạ Huyền đựng đồ. Sau đó anh tự đưa cô lên phòng. Bảo tôi bên cạnh, cần gì kiếm tôi nhé. Ừ. Nhìn căn phòng có diện tích gấp đôi căn phòng ở Hạ gia, cô chỉ đành thở dài. Một căn biệt thự tư nhân của anh ta rộng hơn cả nhà chính của cô. Cô chọn đại bộ quần áo ngủ đơn giản rồi ngả lưng lên giường. Mở điện thoại, rất nhiều tin nhắn từ Phi Tuyết và Diệp Yên gửi tới. Chỉ có một tin duy nhất từ cha cô: ngày mai con nhớ về dự sinh nhật Kiều Kiều. Hạ Huyền không rõ cảm xúc của mình khi thấy tin nhắn này. Cô cười khổ, trả lời lại bản thân của mình rồi tiếp tục lướt web. Nhớ lại lúc bên bờ sông, cô vội lấy tay che mặt, ngại chết mất. Đêm nay sao ngủ được đây? Cô có ghét cố Đình Phong không? Thực lòng là không. Dù ấn tượng lúc đầu với anh vô cùng tệ, nhưng tiếp xúc mới thấy anh thực sự không giống với những gì người ta nhận xét. Ấm áp, dịu dàng, với cả biết quan tâm người khác mà. Bản thân từng sống đến 25 tuổi, sao Hạ Huyền không biết cảm xúc này là gì? Tất cả gói gọn trong một từ thích. Về phần Đình Phong, anh thay cái áo choàng rồi đi đến thư phòng, nhìn từng phần thưởng nằm trên bàn, không hiểu nghĩ gì, tự tay cầm chúng lên rồi sắp xếp theo ý mình. Một lúc sau mọi thứ gọn gàng, anh lấy chai vang đỏ từ ngăn kéo rót một ly. Trong đầu anh toàn hình ảnh nụ hôn vừa rồi. Anh từ không hiểu bản thân cảm thấy thế nào mà lại làm vậy. Dường như nó không phải hành động nhất thời, mà là bản năng bảo anh nên anh làm vậy. Có lẽ anh thực sự thích Hạ Huyền. Sáng hôm sau, sau khi sửa soạn xong xuôi, Hạ Huyền đi xuống lầu, nhìn Đình Phong đang ngồi sofa. Cô hơi bất ngờ rồi nhanh thu lại cảm xúc của mình. Đêm qua làm phiền anh. Ừ, em muốn đi đâu tôi đưa em đi. Không cần đâu, tôi đến nhà của bạn, cũng khá gần đây thôi. Đình Phong định nói thêm, nhưng Hạ Huyền vội vã chạy đi. Nhìn bóng lưng càng lúc càng khuất xa của cô, anh đành thở dài rồi đến cố thị. Đêm đến, tiệc sinh nhật Hạ Kiều bắt đầu. Lần này cha Hạ thẳng tay thuê một cái du thuyền hạng sang. Toàn bộ khách quý trong nước được mời tới. Thậm chí nhiều nhân vật máu mặt không có trong danh sách khách mời hôm nay. Hạ Huyền hôm nay mặc chiếc váy đuôi cá cúc ngực màu đen tuyền. Dáng dấp nóng bỏng ẩn hiện đằng sau chiếc váy khiến cái đàn ông mê như điếu đổ. Về phần Phi Tuyết, cô chọn cái đầm dạ hội trong bộ sưu tập ra mắt mới của Louis Vuitton. Diệp Yên vốn muốn cùng xuất hiện với hai người, nhưng Hạ Huyền nói cô ấy nên đi cùng Lăng Kha, vì lát nữa cô không chắc Hạ Kiều dở trò gì. Đình Phong ngồi một góc, khi nhìn thấy Hạ Huyền, sắc mặt anh xa sầm. Hôm nay cô quả rất đẹp, thậm chí đẹp hơn ngày sinh nhật của cô, nhưng khiến anh vô cùng khó chịu. Sao cô có thể ăn mặc hở hang thế kia nhỉ? Sau khi mọi người ngồi vào bàn đông đủ, buổi tiệc bắt đầu. Suốt mấy tiếng, người dẫn chương trình hay thậm chí Hạ gia đều không nhắc gì đến Hạ Huyền. Cô cũng chẳng mảy may có chút biểu hiện gì gọi là buồn. Cô bình thản nói chuyện cùng với bạn, không để ý đằng sau có hai ánh mắt dán vào mình. Đình Phong vốn nổi tiếng khó gần nên chỉ có Lăng Kha ngồi cùng. Thấy Tạ Nam nãy giờ chăm chăm vào vợ mình,
Anh Toàn đứng lên thì Lăng Kha cản lại. Người ta có làm gì cô ấy đâu, cậu xông lên khiến bản thân mất hết mặt mũi đấy. Tôi không nhịn được. Không nhịn thì cũng phải nhịn. Cậu quên mối quan hệ hai người không được công khai à? Đình Phong nén giận, rót cho mình ly rượu để bản thân bình tĩnh. Cuối cùng buổi tiệc cũng tàn, mọi người lúc này rời khỏi sảnh, bắt đầu đi dạo trên du thuyền. Hạ Huyền đang hóng gió ở đầu tàu. Hạ Kiều không biết từ đâu tiến lại, đưa cho cô ly nước ép nho. Chị à, nãy giờ tìm chị mãi. Người ngu cũng biết ly nước có vấn đề. Hạ Huyền mỉm cười. Chị có chút việc nên đến hơi trễ, cũng không ngồi cùng mọi người được. Hạ Kiều nhìn Hạ Huyền trong chiếc váy, đáy mắt nổi cơn ghen ghét. Chị ta lúc nào cũng mặc những bộ trang phục lộng lẫy như vậy. Của cô ta à, không sao đâu, cha cũng không giận chị đâu ạ. Cha kêu em đến hỏi thăm chị. Hạ Huyền duy trì nụ cười như bàn tay nắm chặt. Hạ Kiều thấy cô chưa uống bắt đầu hối thúc. Chị xem thử ngon không ạ? Bình thường chị toàn uống cocktail. Em mới nhờ nhân viên làm thử một ly nước ép dành riêng cho chị đi ạ. Lúc này Phi Tuyết dưới bên đi lại, trên tay mỗi người cầm ly nước khác nhau. Hạ Nhị tiểu thư à, hôm nay cô đẹp quá. À, dạ chị quá khen, tôi bình thường thôi ạ. Tôi nói thật lòng mà, nào uống một ly nhé. Hạ Kiều không thể từ chối, đành nhận ly rượu từ tay Diệp Yên. Uống xong cô ta có chút choáng váng, cảm thấy lồng ngực khó chịu. Hạ Kiều vội chào ba người rồi đi vào nhà vệ sinh. Vào chưa một phút, Hạ Kiều vội chạy ra. Nhân viên nơi này làm ăn kiểu gì, trong này mùi nó khó ngửi vậy trời. Đi ngang qua phòng Hạ Huyền thấy cánh cửa hơi hé, cô ta mở cửa xem xét tình hình. Một phía sau có ai đó đẩy Hạ Kiều vào trong, tay cầm chặt tay nắm cửa phòng cô ta mở ra ngoài. Hạ Kiều biết bên trong là mùi hương gì, nhưng dù dùng sức thế nào cũng mở không được. Bàn tay đàn ông từ phía sau lần tới, Hạ Kiều bị kéo về sau. Người bên ngoài nghe thấy âm thanh đang diễn ra bên trong, sau đó mới nhất mực rời đi. Người đàn ông đi ngang qua sảnh, tiện tay lấy ly rượu Champion rồi tiến lại phố Đình Phong. Từ ngày đã xong việc. Phong gật đầu, lấy ra tấm séc. Phần thưởng đây. Anh ta nhìn quanh rồi nhét vội tấm séc vào túi. Xin đa tạ ngài. Bỏ đồ lặn nằm khoang phía sau của tàu. Dạ vâng, xin phép ngài tôi đi trước. Đợi người đàn ông đi khỏi, Lăng Kha từ trong góc tiến lại. Đình Phong, cậu vẫn thâm độc như ngày nào nhỉ? Tớ làm sao ác bằng cô ta? Phải, cậu ác xíu xíu thôi. Giờ xem đợi kịch hay thôi. Hạ Huyền trò chuyện cùng bạn, bỗng chốc cha Hạ đi đến hỏi cô. Con à, cô thấy Kiều Kiều đâu không? Không ạ, có chuyện gì thế cha? Nãy giờ cha tìm con bé, cứ nghĩ nó đi tìm con cho nên hỏi thôi. Chứ nó không trong phòng ạ? Không, khi nãy ta qua đó. Hạ Huyền nhíu mày, nếu không trong phòng thì đi đâu vào lúc này nhỉ? Chính tai tôi nghe thấy đấy, đúng là giới trẻ hiện nay phóng khoáng thật. Trời, không biết có cái nhà nào. Cha Hạ nghe rì rầm, vội hỏi hai người kia. Xin hỏi có chuyện gì thế? Vị phu nhân tóc ngắn trả lời. Hạ Tổng à, khi nãy tôi đi ngang qua phòng nghỉ, nghe âm thanh đó. Phòng nào? Nếu nhớ không nhầm, phòng 201 ý. Cha Hạ nghe vậy, theo bản năng nhìn Hạ Huyền, còn cô tỏ ra ngạc nhiên. 201 là phòng nghỉ riêng của cô, thế mà vị phu nhân này lại nói như thế. Tôi có thể hỏi Giang phu nhân đi qua đó khi nào không? Vừa nãy thôi, cách đây chừng 5 phút gì đó thì phải. Cha Hạ nghe xong vội lập tức chạy đi. Hạ Huyền cùng hai của bạn mình cũng đi theo ông. Vị Giang phu nhân cảm thấy sắp có chuyện vui, vội kêu bạn đi thông báo cho mọi người. Ông Hạ đến phòng 201, nghe âm thanh đó sắc mặt ông đen lại. Hiệu quả cách âm trên du thuyền không quá tệ, nhưng nếu lắng nghe kỹ có thể nghe được âm thanh. Lúc này một đoàn người từ phía sau tiến lại, hầu như ai cũng muốn hóng hớt chuyện gì xảy ra. Ông Hạ hít một hơi rồi tự mình mở cửa. Bên trong mớ quần áo hỗn độn cùng với dư vị của tình ái. Nhìn cô gái nằm cạnh người đàn ông nào đó, ông suýt chút nữa ngất đi. Tay ông vịn vào tường, một tay ôm lấy ngực kiềm chế cơn đau tim. Trong đoàn người được mời hôm nay có không ít phóng viên nổi tiếng. Nhìn thấy Hạ Kiều khỏa thân, bọn họ vội cầm máy chụp lia lịa. Nghe âm thanh máy ảnh, Hạ Kiều nhíu mày tỉnh dậy. Cô lấy vội chăn che lại cơ thể, nước mắt lá chã. Người đàn ông lúc này tỉnh lại, anh ta chỉ hơi bất ngờ rồi ôm Hạ Kiều trong lòng. Chụp được chưa? Chụp đủ chưa thế hả? Bà phóng viên thấy mặt người đàn ông, không đành lòng phải dẹp máy ảnh. Còn về phần Hạ Huyền, khi nghe giọng nói đó, khóe miệng cô giật giật. Má nó chứ, còn oát con này định lên giường với tên cặn bã này à? Cô đã gặp một lần hôm sinh nhật mình,
sau đó không quan tâm đến gã làm gì. Ai ngờ Hạ Kiều có thể cấu kết với gã, lại còn định... Chỉ là tên tạ cặn bã đấy. Tôi chỉ là ngủ cùng bạn gái mình, các người xông vào như thế này có phải là bất lịch sự quá không? Những người kia nghe vậy có chút ngượng ngùng. Lăng Kha nở nụ cười giễu cợt. Chúng tôi chỉ lo lắng Hạ Nhị tiểu thư nên đi tìm thôi. Nếu không có gì chúng tôi rời đi. Còn nữa, Tạ thiếu gia, dù sao con gái người ta mới tròn 15, có 3 năm hay không đợi nổi à? Lăng thiếu gia, chuyện của tôi không phiền cậu quản. Lăng Kha không nói nữa, anh nhún vai rời đi cùng mọi người. Từ ngày hôm đó, tin đồn giữa Tạ Nam và Hạ Kiều bắt đầu lan truyền cả nước. Có người chúc mừng, có người chỉ trích. Hạ Kiều vốn mới 15, dù họ thực sự là người yêu, việc này cũng thực có chút... Hạ Huyền 3 ngày đi học, buổi tối cùng Diệp Yên và Phi Tuyết chơi. Một hôm khi đang ở ký túc xá, Đình Phong gọi cho cô. Tối nay em rảnh không? Chắc là rảnh, có việc gì không? Tôi muốn đưa em đi gặp một người, 6 giờ tôi đến trường đón em. Gặp ai nhở? Mối quan hệ của cô với Đình Phong là bí mật, làm gì có ai khác biết đâu. Tôi có thể hỏi là ai không? Bên kia dường như đang có việc, 10 giây sau anh mới trả lời. Bà nội tôi. Quyển sách trên tay rơi xuống, Phi Tuyết bị giật mình. Huyền Huyền, có chuyện gì thế? Không có gì đâu, tôi xin lỗi. Đình Phong cũng nghe âm thanh đó. Chuyện gì vậy? Em có sao không đấy? Tôi qua đó nhá. Không không không, tôi làm rớt đồ thôi mà. Nhưng sao bà nội anh biết thế? Bà giữ sổ hộ khẩu mà. Nếu Đình Phong xuất hiện lúc này, Hạ Huyền nhất định đánh nhiều tử anh ta. Trời ạ, anh ta quên mất cuộc hôn nhân này chỉ là tờ hợp đồng à? Hạ Huyền chưa kịp trả lời, bên kia lên tiếng. Tôi có việc nhá, 6 giờ tôi đón em, tạm biệt. Cô bất lực nghe âm thanh tút tút ở phía đầu dây. Bây giờ bà nội anh muốn gặp cô, cô đâu thể nào nói không. Đúng 6 giờ Đình Phong đậu xe trước cổng trường. Để khoảng 5 phút thì cô đi ra. Vì để tạo ấn tượng tốt với bà nội anh, cô chọn đồng phục mùa đông của Đại học Nam Kinh. Chiếc áo tay dài phối với chiếc ngáy đến đầu gối khiến Hạ Huyền trông nữ tính dễ thương hơn bình thường. Trên tay cô cầm nhiều túi lớn túi nhỏ khác nhau. Đình Phong lúc đầu hơi bất ngờ, rồi khóe miệng nhếch lên. Ngồi trên xe cô hỏi anh. Này, thấy tôi thế nào? Bà nội anh liệu sẽ thích chứ? Ừ, rất đẹp. Thế là được rồi. Tôi không biết bà nội anh thích gì, mua nhiều thứ lắm đấy. Trà này, nhân sâm này, có cả cái khăn choàng nữa. Bà nội tôi sẽ thích những món này. Thật ra anh mua sắm rồi, không ngờ hôm nay có dịp dùng. Đến nhà chính cố ra, nhìn trang viên rộng lớn trước mặt, cô khẽ nuốt nước bọt. Biệt thự tư nhân của anh lớn rồi, nơi này thậm chí rộng hơn gấp 5 lần. Người gác cổng thấy anh gật đầu chào một tiếng. Anh lái xe mất khoảng 5 phút mới đến nơi. Bà nội muốn gặp cháu dâu, cho nên bà chờ sẵn ở phòng khách. Khi thấy Hạ Huyền bước xuống xe, bà vội chống gậy đi ra ngoài. Đình Phong mở cốp lấy quà, còn Hạ Huyền tiến lại chào bà. Con chào bà nội ạ. À, ngoan quá, là Huyền Huyền à. Đúng là Đình Phong nhà ta có mắt nhìn. Cô nghe vậy đỏ mặt. Còn Đình Phong thì cũng đang lấy đồ lên tiếng. Cháu nói với nội rồi, cháu dâu của nội đẹp lắm. Đẹp đẹp đẹp, đi vào nhà thôi nào. Dạ vâng ạ. Hạ Huyền dìu bà nội vào trong. Khi bà ngồi xuống, cô cẩn thận ngồi theo. Năm nay cháu bao tuổi? Dạ cháu 18 ạ. 18 á? Nhỏ hơn thằng Oát nhà bà 10 tuổi. Hai đứa có dự định sinh con chưa? Cô chưa kịp trả lời, Đình Phong ở bên cạnh nói. Nội à, cô ấy chỉ mới 18, chỉ mới học đại học thôi. Đợi cô ấy ra trường không muộn ạ. Hạ Huyền nghe xong lén véo ngay tay anh một cái. Còn ba anh thì lườm lườm. Nội biết mình sống được bao lâu nữa đâu. Nội già rồi, ước nguyện duy nhất có cháu để chăm bẵm thôi. Nội yên tâm, sau khi cô ấy tốt nghiệp cháu cho nội một đội bóng. Hạ Huyền lập tức trừng mắt với anh. Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy chứ? Trò chuyện một lát, ba người xuống bếp. Hạ Huyền không thể không công nhận đầu bếp cố gia nấu ăn ngon hơn cả Hạ gia. Ăn xong, bà cố ý giữ cô lại. Hay cháu đây một đêm, dù sao trời tối ra ngoài không tiện. Nhưng mà... Dạ vâng được ạ. Cô ấy ở phòng của cháu. Dứt lời kéo cô lên phòng mình. Còn bà đầu anh ở đằng kia cười trộm. Bà phải chăm chỉ cầu nguyện, làm nhiều việc tốt để mau chóng có cháu thôi. Hạ Huyền nhìn cánh cửa đóng lại, cố hít một hơi. Sao anh có thể tùy ý đồng ý như thế? Cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ kéo dài 2 năm thôi mà. Anh hôn nhẹ lên trán cô. Không sao đâu, lát nữa tôi sửa lại thành 5 năm. Anh... Trong tủ có quần áo ngủ đấy, em thích kiểu nào thì chọn. Riêng tôi thích quyến rũ một chút. Thôi, tôi không cần.
Đình Phong cười, sau đó đi ra ngoài. Lát nữa gặp em sau. Hạ Huyền mở tủ ra, quần áo của cô và Đình Phong được phân biệt rõ ràng. Cụ may toàn là những bộ quần áo ngủ dài tay bình thường, nếu không cô thực sự đánh anh ta mất. Cô chọn hình mẫu mình yêu thích rồi ngả lưng xuống giường lướt web. Lúc này dưới lầu, Đình Phong trò chuyện cùng bà. Nội này, nội làm cô ấy ngại nên là cháu bị giận rồi đấy. Ờ, là nỗi của nội. Này, cháu, không ngờ già hơn vợ đến 10 tuổi cơ à? Sao không tìm cô nào xấp xỉ tuổi cháu? Cháu thích cô ấy ạ. Cháu đấy, người ta mới 18 tuổi, chấp nhận làm vợ cháu. Đối xử với con bé cho tốt vào, đừng làm lỡ dở cuộc đời người ta. Vâng, sao nội không tin tưởng cháu gì thế? Gớm, cháu có bao giờ khiến nội hết lo lắng đâu. Còn nhỏ, trưng ra vẻ mặt ông cụ non. Lớn rồi, ngoài cậu bé lang ga kia, không tiếp xúc với ai. Khó khăn lắm mới có người chịu làm vợ cháu còn gì. Đình Phong nghe vậy bật cười. Là tự người ta yêu cầu anh làm vợ anh, chứ anh nói gì đâu. Rồi rồi rồi, sau khi cô ấy tốt nghiệp, nhất định bọn cháu đưa chát cho nội giữ. Thế mới được chứ. Thôi lên phòng với Huyền Huyền đi. Tự nhiên xuống đây bỏ con bé một mình trên đó. Mau lên xin lỗi nó đi. Cô ấy giận dai lắm, khi nãy suýt đánh cháu đấy. Bà nội anh thấy vậy, bảo quản gia chuẩn bị bó hoa hồng size lớn cùng hộp chocolate. Này, muốn dỗ con gái, cái này là phù hợp này. Trong lúc trước khi nội giận cũng được dỗ thế này à? Cuộc đời ta chưa bao giờ cãi nhau với ông ấy đâu. Đến tận bây giờ... Khi bà nội nói câu này, giọng bà run run nghẹn ngào. Đình Phong ôm bà trong lòng an ủi. Nội còn cháu với cháu dâu mà, vài năm sau thêm chắc nữa đấy. Ờ, ta đội tin tốt từ cháu nhé. Rất nhanh, hoa và chocolate được mang tới. Bà nội lập tức đuổi anh lên phòng. Hà Huyền thấy hai món quà trên tay anh. Gì thế? Tặng cho em. Em thích thì lấy, không thích thì cũng phải lấy. Ờ, cảm ơn anh. Cô đặt hoa trên bàn, còn mở hộp cô chocolate. Cô thích ăn lắm, đặc biệt là những loại như vậy. Chúng không gây cảm giác quá là gắt. Ừ, ngon đấy. Nếu em thích, ngày nào tôi cũng mua cho em. Anh không sợ tôi béo lên à? Béo càng tốt chứ sao. Em nhìn lại mình đi, ốm trơ cả xương ra. Cô khóe miệng giật giật. Con gái anh cũng bị ám ảnh về cân nặng, cô cũng thế. Cô cao gần 1m7, nhưng cô đến 48 cân thôi. Nội tôi khen em rất nhiều, còn hỏi tôi khi đám tốt nghiệp đấy. Anh đừng nói lung tung với lại bà nội anh. Dù sao chúng ta chỉ hơn 1 năm nữa là kết thúc cuộc hôn nhân mà. Anh nghe vậy không nói gì. Không gian im lặng 2 phút, anh lên tiếng. Em có muốn kéo dài cuộc hôn nhân không? Tôi... Thực sự với câu này cô không biết trả lời thế nào. Cô nhận bản thân thích Đình Phong, nhưng chắc chắn chỉ ở mức thích, không hơn không kém. Nhìn thấy vẻ khó xử của cô, Đình Phong tiến lại xoa đầu cô. Không sao đâu, tôi cho em 2 tuần để suy nghĩ. Tôi chấp nhận mọi kết quả. Vâng, cảm ơn anh. Đình Phong mỉm cười, ánh mắt đầy vẻ cương chiều. Em ngủ trước đi, làm xong việc tôi ngủ sau. Thế à, nhưng anh đừng thức khuya quá nhé. Ừ, em ngủ ngon. Hơn 2 tiếng sau, Đình Phong mới quay trở lại phòng. Anh tiến lại đắp chăn cho cô, hôn nhẹ lên trán cô. Hà Huyền, nếu lúc đó nếu không đồng ý, tôi tìm cách khác để em chấp nhận. Dù tôi biết điều này ích kỷ, nhưng em hiểu rằng tôi không muốn mất em. Sáng hôm sau, Hà Huyền tỉnh dậy, nhìn Đình Phong vốn kiêu ngạo lạnh lùng, giờ đây đang nằm ở sofa. Trời đất, cô khó xử quá mất, chỉ đành biết cười khẽ thôi. Nhìn đồng hồ mới có 6 giờ. Cô tiến phía Đình Phong, lặng lẽ đắp chăn cho anh. Bỗng anh mở mắt kéo cô trong lòng mình. Anh... Lời chưa dứt, môi anh đặt lên môi cô. Hà Huyền đứng hình 5 giây, sau đó vội vàng vàng đẩy anh ra. Đình Phong xoa cánh tay, lại có chút hờn dỗi. Em khỏe thật đấy. Dùng lực mạnh tí nữa tôi gãy tay thật đấy. Tôi xin lỗi. Nói xong cô mới tỉnh táo lại được. Tại sao cô lại phải là xin lỗi? Sửa soạn rồi về thôi. Chào tạm biệt bà nội anh. Đình Phong đưa cô trở về trường. Anh lấy từ ghế một hộp quà nhỏ. Tặng cho em. Không, anh tặng tôi nhiều quà lắm rồi đấy. Không lấy là tôi hôn em đấy. Quả nhiên chiêu này hiệu nghiệm. Hà Huyền cầm lấy hộp quà chạy đi mất tiêu. Đình Phong ở phía sau chỉ đánh bất lực cười. Đúng là. Như mọi năm, đến cuối tháng 11, Đại học Nam Kinh tổ chức chuyến dã ngoại cho sinh viên năm nhất. Năm nay không hiểu lý do gì, nhà trường quyết định cho mọi người lên núi Hoa Sơn cắm trại.
Những người có thể lực tốt như Hạ Huyền thì vô cùng phấn khởi, nhưng số đông còn lại thì không. Hầu như sinh viên của Nam Kinh đều là cậu ấm cô chiêu được chăm chút từng ly từng tí từ bé. Bây giờ bắt leo núi, khác nào họ chịu cực hình. Tuy nhiên than phiền cỡ nào, mọi người vẫn phải chuẩn bị hành lý kỹ càng. Hạ Huyền có kinh nghiệm cho nên chỉ cho hai cô bạn thân mọi thứ. Uầy, cậu giỏi thật. Tớ không biết đi núi, lại cần mang theo những thứ thế này. Lúc trước tớ đi vài lần rồi, cứ nghe tớ. Huyền giỏi quá, may có cậu. Đến ngày đi, tất cả sinh viên tụ tập đông đủ ở sân trường. May mắn Hạ Huyền, Diệp Yên, Phi Tuyết ngồi cùng xe. Đến Hoa Sơn, mọi người bắt đầu leo bộ. Chưa được 5 phút, nhiều người mệt lừ, ngồi bệt xuống đất. Thậm chí một vài cô gái khóc òa. Tớ không đi nổi đâu, mệt, mệt chết mất thôi. Tớ cũng thế, sao trường chọn cái nơi khỉ ho có gáy này chứ? Bên này Phi Tuyết cũng gặp khó khăn. Vì thể chất không tốt, bây giờ sức khỏe gặp vấn đề, cô chỉ đi một chút đã gục xuống. Hạ Huyền đành chuyển một ít thứ cho Diệp Yên, còn mình cõng Phi Tuyết. Tớ lúc nào cũng là gánh nặng của hai người, tớ xin lỗi. Không sao đâu, nhưng sao cô nhẹ thế nhở? Phi Tuyết nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ ảm đạm. Một giây sau, cô khôi phục sắc mặt vốn có. Cảm ơn hai cậu nhé, thật tốt khi có hai cậu là bạn. Diệp Yên ở cạnh trêu ghẹo. Lát nữa, cậu phải cho tớ ăn ké nhé. Ừ, không thành vấn đề. Nơi nghỉ là khách sạn lớn nằm sâu trong núi. Vì mỗi năm có nhiều du khách đến đây, chính phủ quyết định xây dựng để tiện cho việc nghỉ ngơi. Lúc đầu trường dự định cho sinh viên cắm trại ngoài trời, nhưng lo mọi người không thích nghi được nên đành ở khách sạn. Sau 3 tiếng leo núi vất vả, cuối cùng tới nơi, giáo viên phụ trách thông báo. Đúng 11 giờ và 18 giờ mỗi ngày tiến hành ăn uống nhé. Thời gian còn lại các trò được tự do vui chơi, nhưng các trò tuyệt đối không được đi quá xa đâu đấy. Hay quá, còn tưởng bị ké ké 24/24. Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy. Thôi nào, đi ăn thôi, đói quá. Người ta thường nói, khi con người cảm thấy vui, thời gian trôi qua nhanh. Quả thật, chỉ mới đó thôi, đã đến tối rồi. Bữa tối kết thúc là giờ hoạt động tự do của tân sinh viên. Có người vào phòng chơi game, có người tụ tập ở sảnh nói chuyện, có người đi vòng quanh khách sạn tham quan. Phí Tuyết và Diệp Yên đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Hạ Huyền ở dưới mua 3 cốc trà nóng. Vì nửa đêm trên núi vô cùng lạnh, không có đồ uống nóng, chắc cả đám đóng băng luôn mất. Đợi hơn nửa tiếng, Hạ Huyền mới thoát khỏi đám đông mang trà lên phòng. Nhưng hôm nay có nhiều người đợi thang máy vô cùng lâu. Phòng cô nằm ở tầng 3, thế là cô đành sử dụng thang bộ. Lên tầng 1, bỗng có chàng trai xuất hiện, để tớ mang giúp cậu. Hạ Huyền nhìn cậu ta, thì ra đây là bạn cùng chuyên ngành với cô. Tuy bình thường không nói chuyện với cậu ta, nhưng quả thực mang 3 cốc trà nóng có chút khó khăn. Cô đành đưa cho cậu ấy một cốc. Cảm ơn cậu nhé. Không sao đâu, tớ đâu để một cô gái mang nhiều thứ như vậy được. Hạ Huyền cười cười. Sau đó bỗng cậu ta hỏi, cậu có thích ai chưa? Cô nghe vậy hơi nhíu mày. Làm sao cô không hiểu ý tứ cậu ta? Có. Chàng trai nghe xong, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Bỗng cậu ta đi nhanh hơn, rồi cản lại trước mặt cô. Nhưng cậu chỉ mới thích người ta thôi đúng không? Tớ vẫn còn cơ hội chứ. Cô lắc đầu. Không, tớ chỉ thích một mình anh ấy. Dù sao anh ấy... Sao thế? Cậu có thể cho tớ cơ hội không? Không, ý tớ là dù không có anh ấy tớ cũng không thích cậu. Chàng trai nghe xong ném luôn cốc trà xuống nền nhà, hai tay vịn chặt Hạ Huyền, giọng nói trở nên đầy uy hiếp. Tớ thích cậu đấy, tại sao cậu đối xử với tớ như thế? Không được, cậu phải là của tớ. Là của tớ. Hạ Huyền có chút đau. Cái tên điên này. Thích tôi á? Đây là biểu hiện của cái thích mà cậu nói á. Nhưng dường như cậu ta không nghe, càng bóp mạnh vào tay cô. Lúc này phần lớn mọi người dưới sảnh, nên cái nơi này không có ai. Ngay khi Hạ Huyền định tạt cốc trà vào người cậu ta, bỗng một cánh tay cậu ta lỏng ra. Bóng dáng cao lớn đứng che chắn trước mặt cô. Muốn theo đuổi người con gái mà lại dùng cách này là không được. Chàng trai bị đẩy ra có chút khó chịu quát lên. Mày là ai? Dám xem vào việc của tao? Hạ Huyền lay lay tay áo anh, Định Phong mỉm cười, sau đó ôm cô trong lòng. Đương nhiên là chồng cô ấy. Em nói xem phải không vợ yêu? Cô đỏ mặt gật đầu. Nụ cười của Đình Phong lúc này tươi hơn khi nãy. Anh cúi xuống hôn trán cô. Vừa lòng cậu rồi thì cút đi, đừng để tôi dùng biện pháp mạnh. Lời nói phía sau cậu ta xuất hiện hai vệ sĩ áo đen, lôi cậu ta đến hướng lối thoát hiểm. Hạ Huyền thấy vậy vội lên tiếng. Lát nữa cô giáo viên đi điểm danh.
Tôi chỉ đánh cậu ta cái tội dám động vào vợ tôi thôi. Ai là vợ anh chứ? Đình Phong nghiêng đầu, sao nó mị hoặc. Em không phải vợ tôi à? Cô bí thế vội chuyển chủ đề. Mà sao anh ở đây? Đừng nói với tôi, anh đi nghỉ dưỡng nhé. Đình Phong bắt đầu thể hiện khả năng diễn xuất thượng đẳng. Tôi đi công tác. Cố thị đang dự định thu mua nơi này. Công tác là phụ, theo vợ là chính. Sao anh an tâm để cô một mình ở đây? Như trường hợp khi nãy, nếu như anh không ở đây, biết số phận thằng nhãi đó thế nào? Quả nhiên Hạ Huyền không nghi ngờ. Cô cầm hai cốc trà nóng, giọng ỉu xìu. Tại tên đó mà tôi mất một cốc rồi. Đợi đây nhá, tôi đi mua cho em. Nghe câu này cô vội ngăn cản. Với gương mặt điên đảo chúng sinh của Đỉnh Phong, xuống dưới có khi bị nữ sinh giữ lại. Thôi không cần đâu, khi nãy ở dưới tôi cũng uống rồi. Ừ, tôi đem lên phòng. Thế là Đình Phong cầm hai cốc trà nóng lên phòng của cô. Hạ Huyền mở cửa, Diễn Viên Phi Tuyết ở trong thấy thế cười xấu xa. Cảm ơn nhé, anh cũng ở tầng này à? Tôi ở phòng VIP tầng cao nhất, tôi đi trước đây, cần gì cứ nói với tôi. Cố Đình Phong trở lại phòng mình, từ trong tủ lấy ra áo choàng rồi vào phòng tắm. Cảm nhận phía dưới đang mất khống chế, anh đành thở dài. Dù nước lạnh có xối ào ào vào người, cô khó có thể bình tĩnh lại. Mỗi khi thấy cô, tình trạng này anh không dám ở đó quá lâu. Gặp Hạ Huyền thì vui đấy, nhưng kiểu này anh bị nghẹn chết mất. Tay anh cầm gốc rễ của sự sống, bắt đầu vuốt về. Một lúc sau, anh mới rời khỏi phòng tắm. Nhìn tập hồ sơ trên bàn anh cũng không màng đến. Theo thói quen, rót một ly rượu rồi đến bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn cảnh sắc. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, anh đặt ly rượu lên bàn. Nữ phục vụ thấy anh ánh mắt sáng rực. Trời đất ơi, người đâu mà đẹp trai quá đỗi. Dù bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng cô không quên nhiệm vụ. Cô đặt thức ăn cùng chai rượu lên bàn. Trước khi rời đi cô hỏi, chuyện là tôi có thể xin số điện thoại của anh được không? Đình Phong thẳng thừng từ chối, tôi có vợ rồi, cô ấy đang ở dưới sảnh. Nữ phục vụ thất vọng rời đi. Đẹp trai như thế có vợ, chắc cô ấy cũng là một đại mỹ nhân rồi. Nếu Đình Phong mà biết suy nghĩ, anh ấy nhất định nói, đúng vậy, vợ tôi không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi võ. Ngày hôm sau, nhà trường tổ chức trò chơi cho các tân sinh viên. Điều lệ đơn giản, lập một nhóm 3 người, sau đó tìm món đồ được vẽ trên giấy. 3 đội nhanh nhất được tặng những phần quà hậu hĩnh. Nhóm Hạ Huyền có chút xui xẻo, bọn họ bốc thăm ngay một khối Rubik tam giác. Cố lên, tớ muốn xem thử quà là gì. Chúng ta chia nhau ra nhanh hơn đấy. Thế là 3 người 3 hướng, nhưng nơi này rộng như vậy biết tìm ở đâu bây giờ? Chưa kể biết đâu tìm nhầm món đồ của đội khác nữa chứ. Đang đi tìm, bỗng cô thấy Đình Phong trong đoàn người khảo sát. Đúng là bóng dáng cao lớn của anh không nhầm lẫn đi đâu được. Nhìn thấy Hạ Huyền, Đình Phong nói gì đó với bọn họ rồi đi phía cô. Em làm gì đấy? Tôi tham gia trò chơi của trường, phải tìm kiếm khối Rubik tam giác. Đình Phong nghe xong mở điện thoại rồi nhắn tin cho ai đó. 30 giây sau anh nói, nó ngay lối ra vào cửa khách sạn ấy. Hạ Huyền lúng túng, anh làm như thế lan gian. Không, lúc sáng tôi đi ngang, thấy giáo viên đặt cái gì đó ở đấy. Tôi chỉ nhắn cho nhân viên. Em nghĩ tôi biết được địa điểm từng món đồ trong trường em chắc. Hạ Huyền nghe vậy cảm thấy có lý. Dù Đình Phong tài giỏi cỡ nào, anh ta cũng không thể biết được vật đó ở đâu trong thời gian ngắn như vậy. Em không đi đội khác tìm thấy được đấy. Quên, tôi đi đây. Quả nhiên cô tìm thấy khối Rubik ở chậu cây ngay lối đi khách sạn. Vội vàng vàng mang nó về rồi trở thành đội chiến thắng đầu tiên. Hay quá, cậu tìm thấy ở đâu? Chậu cây ngay lối vào ấy. Sau đó hai đội khác nhanh chóng tìm ra món đồ. Đội của cô được nhất phần thưởng 3 tấm vé du lịch Paris. 3 người vui vẻ với món quà. Hạ Huyền dường như sực nhớ điều gì, vội chào hai cô bạn rồi đi mất. Đi một vòng không thấy anh đâu, hỏi nhân viên khách sạn, họ nói anh trả phòng rồi đi. Cô lúc này mới hận không cho mình một cái đánh. Trời đất, không ngờ cô bị anh ấy lừa. Nếu anh ta nói tình cờ thấy cô bỏ khối Rubik ở lối xa vào, tại sao anh nói đội khác? Rõ ràng cô chưa nói trò chơi này cá nhân hay chia đội mà. Cố Đình Phong, anh đúng là thích tạo bất ngờ cho tôi thật đấy. Hai ngày sau, chuyến tham quan kết thúc, mọi người mệt mỏi trở về nhà. Diệp Yên, Phi Tuyết cũng không ngoại lệ, chị Hạ Huyền là vẫn còn khỏe khoắn. Cậu không thấy mệt à? Tớ hoàn toàn gục ngã rồi đây này. Tớ vẫn ổn, các cậu mệt vì nghỉ ngơi trước đi nhá. Tạm biệt. Tạm biệt. Hai ngày sau, ba người bắt đầu chuyến du lịch Paris. Đúng với tên gọi, kinh đô ánh sáng. Nơi đây lúc nào cũng rộn ràng đông đúc bởi những điểm du lịch hấp dẫn, bởi vẻ đẹp đặc trưng không nơi nào trên thế giới có được.
Diệp Yên, Phi Tuyết, Hạ Huyền chưa từng đến Paris bao giờ. Ba người vô cùng hào hứng, hết dạo phố rồi thưởng thức những món ngon. Cả ba dường như không còn biết đến thời gian là gì. Đặc biệt mỗi người có cho riêng mình những bộ ảnh lung linh dưới tháp Eiffel đổ sộ, dòng sông Seine thơ mộng. Chuyến đi kéo dài 3 ngày, ngay khi đặt chân xuống máy bay, cô thấy Hạ Kiều gửi cho cô tin nhắn. Chị, cha nhờ em nói với chị tham gia tiệc rượu, vì cha có việc không tham gia được ạ. Địa điểm? Bề kia có lại bất ngờ với tin nhắn, mất một lúc sau mới trả lời. Chị đi ạ? Vậy tôi rút lại lời nói khi nãy. Không không không, tại em không nghĩ chị đồng ý nhanh vậy. 7 giờ tối khách sạn Villa ạ. Hạ Huyền không trả lời. Cô đi đến trung tâm thương mại chuẩn bị cho buổi tiệc rượu. Đúng 7 giờ Hạ Huyền có mặt tại Willow. Cô gặp rất nhiều người, quen có lạ có. Khi biết cô là vị đại tiểu thư Hạ gia, càng lúc càng có nhiều thế gia công tử tiến lại làm quen. Dù không thích đi chăng nữa, người ta lấy lý do hợp tác cùng Hạ gia, sao có thể từ chối. Hạ Huyền rất tự tin tửu lượng của mình, nhưng uống nhiều rượu nồng độ cao khiến cô choáng váng. Định chào mọi người thì về, bỗng nhiên ai đó cản trước mặt cô. Chị dâu. Nghe giọng nói không lẫn đi đâu được, Hạ Huyền theo thói quen tung một cước vào gã. Cụ mày gã nhanh nhẹn tránh khỏi, giọng nói có chút ủy khuất. Chị dâu, chưa gì đánh tôi, lỡ xảy ra chuyện gì chị chịu trách nhiệm đấy. Mẹ kiếp, cậu muốn gì, cậu đi tìm em gái tôi, đừng đứng đây cản đường. Ơ, hôm nay chị căng thẳng thế. Tôi làm gì chị đâu. Hạ Huyền không trả lời. Cô dựa theo chút lý trí cuối cùng có sót lại đi ra ngoài. Tạ Nam thấy vậy liền đuổi theo. Đợi khi cô đi đến chỗ khuất, liền thấy cái bình xịt nhỏ, sau đó cầm lên xịt vào Hạ Huyền. Rất nhanh thuốc phát huy công dụng, Hạ Huyền cảm thấy không ổn, liền dùng sức chạy vụt đi, nhưng lại bị Tạ Nam chụp được. Cô vung một đấm vào mặt cậu ta. Bỏ tôi ra, của mẹ nó chứ, nếu không tôi cho cả Tạ gia chôn cùng cậu đấy. Tạ Nam lau khóe miệng, sau đó trầm mặc. Nhưng nghĩ đến đêm nay được ngủ cùng người đẹp, tâm tình hòa hoãn mấy phần. Ngoài cái mặt với bóc dáng này, chị nghĩ chị có gì? Bây giờ Hạ gia do mẹ kế của chị nắm quyền, về người cha kính yêu của chị, ông ta cũng sắp đi rồi. Hạ Huyền nghe vậy, vội dùng hết sức đẩy Tạ Nam. Nhưng do cơ thể càng lúc càng nóng bừng, sức cô cũng yếu dần. Gã dùng ghế khăn nhét vào miệng cô, sau đó kéo cô rời đi. Chưa đi được 3 bước, một nắm đấm vung tới. Đình Phong đỡ lấy Hạ Huyền, rồi sai thuộc hạ xử lý gã. Đánh gãy tay gãy chân hắn cho tôi, sau đó ném vào bãi rác. Vâng ạ. Đợi bọn họ đi hết, anh vội lay người Hạ Huyền. Này này này, em sao thế? Lúc này Hạ Huyền triệt để mất đi tỉnh táo. Cô chỉ cảm thấy cả người nóng ran, giọng cô khàn khàn. Giúp tôi nóng quá. Đình Phong lúc này thấy sắc mặt đỏ ửng, trong lòng rủa thầm. Mẹ kiếp, dám hạ thuốc vợ anh. Nếu khi nãy không phải anh muốn hút thuốc nên ra đây, không biết là đã có chuyện gì với cô ấy rồi. Không chậm chờ, anh gọi điện cho quản gia mua thuốc sẵn, tức tốc bế cô lên xe, lái một mạch về biệt thự của mình. Cụ mẹ nơi này khá gần, anh chỉ mất 5 phút đưa cô về. Trên đường đi cô liên tục quấy nhiễu, khiến anh vô cùng mất tập trung, hỏi vì sao anh không đánh ngất cô. Đến biệt thự, Đình Phong vội bế Hạ Huyền lên phòng mình. Nhìn nước lạnh được xả đầy bồn, anh thả cô xuống, nhưng cô quấn lấy anh không buông. Bị trêu chọc, Đình Phong vô cùng khó chịu. Hạ Huyền, em bỏ tay ra, em đang đùa với lửa đấy. Nóng, nóng lắm. Lý trí Đình Phong bị nô hôn ném ra đảo. Anh hít một hơi, giọng trở nên đầy dụ hoặc. Thôi được rồi, em hôn tôi thế này, đây là do em muốn đấy nhá. Một tay Đình Phong đặt lên eo Hạ Huyền, tay còn lại đè ở gáy cô, bắt đầu một nụ hôn sâu. Một lúc sau anh bế cô về giường. Vì lần đầu có chút khẩn trương, nhưng lúc sau khi quen dần, hai cơ thể hòa nhập vào nhau, dường như thời gian chẳng còn là vấn đề với họ. Một đêm triền miên trôi qua. Đến trưa hôm sau, Hạ Huyền đau đầu tỉnh dậy, nhìn đống quần áo ném tứ tung dưới sàn, cô hiểu chuyện gì rồi. Cửa phòng tắm mở, bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện trước mặt. Anh chỉ cuốn một cái khăn tắm, không thể không công nhận thân hình anh rất đẹp, săn chắc. Nhưng mẹ kiếp, Cố Đình Phong, anh cầm thú vừa thôi. Cầm thú á? Tối qua ai quấn lấy tôi, ai đè tôi cả đêm? Ngàn vàng của tôi bị em lấy rồi đấy, giờ em phải nghe mắng. Em thấy công bằng ở đâu hả? Hạ Huyền nghe xong suýt nữa phụt máu. Cô chưa bao giờ nghĩ một Cố Đình Phong kiêu ngạo lại có thể vô sỉ như vậy. Cô cầm cái gối ném thẳng vào anh. Tôi chưa bảo anh chịu trách nhiệm, anh nhảy dựng lên làm gì? Đình Phong cầm cái gối đặt ngay ngắn lại trên giường. Dù sao thân cha này của tôi cũng bị em chiếm, em phải đền bù đi.
Tôi cái gì cũng thua kém anh, để cái gì bây giờ? Đình Phong đột ngột tiến sát lại, áp sát vào cô rồi nói một từ em. Ngày mai mới là hạn chót. Đình Phong hiểu ý gật đầu. Nếu không phải cô nhắc, anh quên béng việc này. Thời hạn 2 tuần sắp kết thúc. Xuống dưới ăn trưa thôi. Hạ Huyền định đứng lên nhưng lại đau rát khác thường, che giấu sự xấu hổ cô nói: anh xuống trước đi, lát nữa tôi xuống. Đình Phong ừ một tiếng, nhìn vết đỏ ẩn hiện dưới chăn, khóe miệng nhếch lên. Anh ngồi bàn ăn khoảng 15 phút cô mới xuất hiện. Cô không nói lời nào, kéo ghế ngồi cạnh anh. Vì sợ cô giận, anh dặn quản gia làm đầy bàn, đặc biệt là món cô thích. Hạ Huyền ăn một lúc, thấy anh cũng không động đũa. Anh không ăn à? Tôi thích nhìn em ăn hơn. Tôi ăn hết là anh sẽ đói đấy nhá. Đêm qua tôi ăn no rồi. Nghe đến đây gương mặt cô đỏ ửng. Cụ mày cô không nhớ gì về tối qua, chứ không thì không còn mặt mũi mà nhìn anh ta. Thôi thì mặc kệ, cô tiếp tục ăn bữa ăn. Cố Đình Phong lúc này bắt đầu động đũa. Nhìn anh ăn ít lắm, chủ yếu toàn món cô thích, sao anh có thể ăn? Xong xuôi, Hạ Huyền nói với anh cô muốn về Hạ gia. Đình Phong cũng không muốn rời xa cô. Em muốn chú biết ảnh không? Sao vừa mới nhập một vài giống hoa mới. Thế à? Thôi được rồi, đi thôi. Vừa dứt lời cô chạy đi mất. Đình Phong lắc đầu bất đắc dĩ, cầm theo máy ảnh đi theo cô. Đúng như lời anh, cô biết những loài hoa này nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy chúng. Giờ có dịp nhất định phải chụp nhiều tấm. Hai người đây đến gần 6 giờ. Sau khi dùng bữa tối, Đình Phong đưa cô trở về Hạ gia. Trước khi anh đi, Hạ Huyền lên tiếng: hẹn anh lúc 7 giờ tối mai, tôi cho anh câu trả lời. Ừ, tôi mong đấy nhá. Mong là câu trả lời tôi muốn. Cô mỉm cười, không biết trong đầu nghĩ gì, khom người hôn nhẹ lên môi anh, sau đó chạy thẳng vào nhà. Anh đứng hình mấy giây rồi sờ sờ khóe môi. Không biết đây có phải câu trả lời không nhỉ? Số đáp án thế nào, ngày mai chắc chắn dùng mọi cách giữ cô bên mình. Tuy nhiên cả hai không ngờ, lần tạm biệt này lại là đến 5 năm. Hạ Huyền vào nhà, cô không thấy cha đâu. Bà Hạ và Hạ Kiều ngồi sofa phòng khách, nhìn Hạ Huyền lên tiếng: cơn gió nào đưa con về đây? Cha tôi đâu? Bà bất ngờ với câu hỏi này, khóe miệng nhếch lên. Anh ấy chưa về, rảnh con ngồi đây chờ cũng được. Không cần đâu, ngày mai tôi quay lại. Nói xong cô quay người rời đi. Vừa ra đến cửa, hàng chục vệ sĩ áo đen dàn thành một hàng. Tránh ra đi. Những người đó không chịu né đường. Hạ Huyền vừa chuẩn bị vung nắm đấm, bảo chúng rút súng. Lúc này bà Hạ đứng lên, khóe miệng dương dương tự đắc. Mày ngu xuẩn hệt như mẹ mày. Lý Hoa, bà làm gì cha tôi rồi? Người làm không phải tao, nhưng chắc bây giờ ông ta cũng đến Hoàng Tuyền rồi. Hạ Kiều ở một bên chen vào: chị ơi, chị cũng sắp được gặp ông ấy rồi đấy. Những lời này khiến Hạ Huyền vô cùng tức giận. Ngay khi cô vừa quay lại, phụt, một viên đạn ghim thẳng vào cánh tay. Máu từ vết thương đổ ra, từng giọt rơi xuống sàn, khiến con người ta phải lạnh sống lưng. Hạ Huyền ôm cánh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn phía hai mẹ con họ. Lý Hoa lộ bộ mặt thật tươi cười: hôm nay tao không tin không xử được mày. Người đâu, trói nó lại. Dứt lời, hai tên đô con nhất tiến đến, một tay cầm dây thừng, một tay cầm băng keo. Hạ Huyền mặc kệ cơn đau. Khi nhìn thấy đồng bọn ngày càng thất thế, một gã khác rút súng bắn vào đùi cô. Bị bất ngờ, cô quỳ một chân. Hai gã đó nhân cơ hội trói cô lại, dán băng keo kín cả miệng, tay và chân. Thậm chí tên bị cô quật ngã vừa rồi còn đạp cho cô một cái. Có khốn, mày đánh tao à? Lý Hoa xua tay để họ lui xuống, sau đó tiến lại gần Hạ Huyền, vùng tay tát liên tiếp vào mặt cô. Nhìn gương mặt mày, tao nhớ đến con ả đó, lúc nào cũng giả vờ bản thân là thiên thần, là người tốt bụng. Còn lão già đó đã lấy tao rồi, thế mà đến tận bây giờ nhớ đến à? Đặc biệt là khi mày xuất hiện trước mặt, ông ta sẵn sàng thay đổi nguyên tắc của bản thân. Kiều Kiều cũng là con gái ruột ông ta, lúc nào nó xin xỏ cái gì cũng bị từ chối. Còn mày suốt ngày gây gổ với ông ta, thế mà này được chấp thuận. Nói xong bà cầm lọ hoa ném phía cô. Bình sứ rơi ngay cạnh chân cô, từng mảnh sứ vung lên sàn. Chú cơn giận xong, bà chỉnh sửa tóc tai rồi lên tiếng: mang nó đi. Bọn vệ sĩ mang Hạ Huyền lên chiếc xe 7 chỗ rồi khởi động xe rời đi. Máu mất nhiều khiến đầu óc cô càng lúc càng choáng váng. Đợi khi bọn chúng dừng xe, cô ngoái đầu nhìn, ánh mắt lạnh lại. Đây chẳng phải nơi kiếp trước cô bị giết à? Hạ Huyền dùng sức vùng vẫy, nhưng như vậy càng chọc điên bọn chúng. Một tên lôi cô đến cạnh hàng rào,
không nói lời nào đẩy cô xuống. Bây giờ sang đầu tháng 12, thời điểm lạnh nhất năm, rơi xuống dòng nước lạnh như vậy, Hà Huyền ngoài cười khổ chẳng thể làm gì. Cô thử cử động cổ tay, nhưng càng làm vậy thì dây trói càng siết chặt. Sống hai kiếp chết cùng một nơi, có phải ông trời trêu ngươi cô không? Máu loang khắp mặt nước, ý thức của cô dần tắt. Người ta thường nói khi con người sắp chết, trong đầu hiện lên hình ảnh những người thân yêu. Có cha cô, có Diệp Yên, Phi Tuyết, có cả Đình Phong. Nước mắt cô rơi xuống, những kỷ niệm của hai người lần lượt hiện trong tâm trí cô. Xin lỗi, tôi không thể cho anh câu trả lời rồi. Nghĩ đến cuộc hẹn tối nay, tâm trạng Đình Phong vô cùng tốt. Từ sáng sớm, anh nhắn tin cho Hạ Huyền. Tối nay tôi qua Hạ gia đón em. Đợi một lát, không thấy câu trả lời. Tự nhủ Hạ Huyền bận, anh lái xe đến Cố Thị. Tất cả nhân viên hôm nay thấy tâm tình của sếp tốt thì xì xào bàn tán. Hôm nay sếp có vẻ vui nhở? Cả ngày qua không đến công ty, chắc đi chơi với bạn gái. Biết đâu một đêm mặn nồng, sếp nổi tiếng mặt đơ, bây giờ lại cười không thấy mặt trời kìa. Đang sôi nổi, giọng nói lạnh lùng của Đình Phong vang lên. Các cô các cậu tụm lại một chỗ làm gì thế? Mọi người giật mình vội lùi lại phía sau. Gương mặt ai nấy nở nụ cười gượng gạo. Dạ, tụi em thảo luận xem làm thế nào làm đồ án này ạ. Đình Phong sao không nhìn ra bọn họ nói về mình? Tốt, kêu mọi người 10 phút nữa họp. Tôi muốn nghe thử bản kế hoạch của từng người. Nói xong anh đi mất, để lại đám nhân viên khóc ròng. Tôi thề, tôi không bao giờ bốc phét nữa. Thôi, lo chuẩn bị đi. Hồi nữa sếp hỏi có biết đường mà trả lời. Ngồi phòng làm việc, tâm tình Đình Phong lúc này lạc đi đâu mất. Anh mở điện thoại, chưa thấy cô trả lời. Lạ nhở, bình thường chậm nhất 10 phút cô nhắn tin cho anh, gần một tiếng rồi. Đợi thêm 10 phút, không thấy dòng thông báo trên điện thoại. Anh tắt nguồn, bắt đầu cuộc họp. Cuộc họp kéo dài hơn 4 tiếng. Sau khi mọi người rời khỏi phòng, anh mở điện thoại, vẫn như cũ. Ngoài những mail công việc, chẳng có tin nhắn nào. Không hiểu sao trong lòng anh dâng lên dự cảm. Anh cầm chìa khóa xe, đồng thời gọi cho Lăng Kha. Cô giúp tớ điều tra xem, hôm nay Hạ Huyền có đến Nam Kinh không? 2 phút sau, đầu dây bên kia trả lời. Không, từ tối qua, Y Yên và Phi Tuyết không liên lạc được với cô ấy. Đình Phong vội cúp máy lái xe đến thẳng Hạ gia. Khi đến nơi anh đứng chết lặng. Sáng giờ anh chỉ lo nghĩ đến buổi tiệc của hai người tối nay, nào có thời gian đọc tin tức. Bây giờ tại đây anh thấy cáo phó của Hạ gia và Hạ Huyền. Lý Hoa thấy Đình Phong vội chạy ra tiếp đón. Khóe mắt bà đỏ ửng, gương mặt tái nhợt hơn thường ngày. Cố thiếu, cậu đến rồi à? Chúng tôi vốn muốn tổ chức tang lễ lớn, nhưng đây là di nguyện của chồng tôi. Mới một lúc anh lấy lại giọng nói. Bao lâu rồi? Đêm qua, chồng tôi nói với con bé muốn cho nó bất ngờ. Nhưng khi lái tới cây cầu ở ngoại ô thành phố, không hiểu sao anh ấy mất tay lái lao thẳng xuống. Nó đến đây, bà ta rơi nước mắt khiến ai nhìn vào cũng đồng cảm với người vợ mất chồng, người mẹ mất con. Tôi luôn xem Hạ Huyền là con gái ruột, con bé mới 18 thôi. Ông trời nỡ nào đối xử với Hạ gia như thế. Đình Phong không nói gì, anh lái xe về biệt thự, lập tức sai người điều tra. Nhưng cũng chỉ nhận kết quả cam ở đoạn đường gần như bị hư. Còn những cam gần đó ghi lại hình ảnh ông Hạ lái xe. Đồng thời quả thật một đoạn hàng rào chắn trên cầu bị vỡ do va chạm mạnh với xe. Anh không tin, tự mình lái xe đến đó. Nhìn khung cảnh giống với tấm ảnh do thuộc hạ điều tra. Bàn tay anh bất giác nắm lại. Anh lấy cái hộp nhỏ, bên trong chiếc nhẫn kim cương dành cho nữ, cùng loại với chiếc anh đang đeo. Anh cười nhẹ, ánh mắt vốn bi thương chuyển sang đầy hy vọng cùng tà mị. Hạ Huyền, tốt nhất em mau chóng xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không để tôi thấy em, tôi giam em lại. Không bao giờ cho em xa tôi dù chỉ một bước đâu. 5 năm sau, tại sân bay lớn trong nước, người phụ nữ mặc váy đen bước xuống. Ngay khi cô xuất hiện, ánh mắt vô số đàn ông ở đây dán chằm chằm vào cơ thể nóng bỏng. Hận không thể tháo kính dâm to đùng trên mặt cô, xem gương mặt kiều diễm mỹ nhân thế nào. Mẹ, chúng ta đi đâu? Một cô gái bé, không những thích ánh mắt đó lấp lửng sau lưng cô. Cô bé mặc chiếc váy trắng, gương mặt tròn chỉnh, tóc được tết hai bên khiến cho cô bé càng đáng yêu. Người phụ nữ một tay kéo vali, một tay dắt bé gái. Đi làm thủ tục nhập học cho con, rồi phải tìm chỗ ở. Ước gì mẹ có 72 phép thần thông, búng tay một phát có ngay mọi thứ nhở? Mẹ, bây giờ ban ngày đấy. Người phụ nữ cười cười xoa đầu bé gái, giọng trở nên dịu dàng. Con đấy, nay gan lớn lắm rồi. Đi thôi bảo bối, làm thủ tục xong mẹ dắt con đi công viên nhé. Làm thủ tục nhập học cũng mất phải 2 giờ đồng hồ.
Ra khỏi văn phòng, cô cảm thấy xương cốt như muốn nứt ra. Mẹ, đi công viên thôi mẹ. Hôm nay mẹ cho con chơi thỏa thích. Ra khỏi cổng trường, điện thoại cô vang lên. Tên hiển thị là đối tác nên cô không từ chối. Alo, Ấn Tổng. Anna, cô về nước rồi đấy à? Vâng, tôi mới về. Vậy thì tốt. Tôi gọi cô để thông báo hủy hợp đồng giữa chúng ta. Người phụ nữ nghe xong nhíu mày có chút không tin. Tần Tổng à, chuyện này đùa không vui đâu. Vị Tần Tổng đầu dây bên kia thở dài, giọng nói có chút tiếc nuối. Cô nghe đến Cố Thị bao giờ chưa? Nghe hai từ Cố Thị, tay cầm điện thoại của cô run run, tay còn lại nắm chặt, phát ra âm thanh rắc rắc. Đã nghe qua, là tập đoàn đa quốc gia. Tần Thị bị Cố Thị thu mua, cô nghe phong thanh rồi đấy. Năm năm, người đứng đầu Cố Thị là Cố Đình Phong, không ngừng ra sức mở rộng tập đoàn. Những công ty nhỏ như tôi sao có thể đấu lại? Người phụ nữ im lặng khoảng 10 giây, sau đó mới trả lời. Tôi biết rồi. Để bồi thường hợp đồng tôi chuyển qua cho cô. Vâng, vậy nếu không còn gì nữa tôi cúp máy. Bé gái thấy tâm trạng người phụ nữ không tốt, lay lay cánh tay cô. Mẹ, mẹ không vui à? Không có, sao con hỏi vậy? Tại thấy khóe mắt mẹ ươn ướt, ai làm mẹ khóc để con xử lý. Người phụ nữ bật cười, cô tháo kính xoa đầu bé gái. Gương mặt này, nếu ai quen biết cô nhìn sẽ thấy phải kinh ngạc, vì cô đã chết từ 5 năm trước. Chỉ là mẹ nhớ lại vài chuyện cũ, đi thôi. Hôm nay mẹ dành cả ngày với Y. Con bé nghe vậy mắt sáng lên, nó nhào tới hôn má cô. Mẹ là nhất. Chắc chắn nhất không đấy? Mẹ nhớ bình thường con nói mẹ chỉ đứng thứ ba mà. Bình thường mẹ thứ ba, còn bây giờ là nhất. Hạ Huyền cười, cô xoa đầu bé gái rồi cùng nhau đến công viên. Cả hai trời đó tận 6 giờ mới về. Cô dựa theo trí nhớ đến căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố. Ký xong hợp đồng, cô dắt bé gái vào trong. Y Y ngồi trên sofa, Hạ Huyền ở trong sắp xếp quần áo vào tủ. Nửa tiếng sau, hai hộp pizza được mang tới. Hạ Huyền xoa đầu con. Xin lỗi bảo bối nhé, mẹ không kịp nấu cơm cho con. Mình ăn tạm một buổi. Từ ngày mai, sáng mẹ làm bento, chiều làm món ngon cho con. Vâng ạ. Vừa ăn xong, điện thoại cô vang lên là Phi Tuyết gọi. Tuyết Tuyết à, cậu thức sớm thế? Bên đây cũng 6 giờ rồi, không sớm nữa. Cậu về nước chưa? Có gặp chuyện gì không đấy? Không, mọi thứ ổn cả. Thủ tục nhập học cho Y cũng xong rồi. Đầu dây bên kia không biết có chuyện gì chỉ nói, tớ gọi lại sau rồi cúp máy luôn. Hà Huyền nhún vai, chắc anh chàng kia lại kiếm chuyện. Cô mở TV xem tin tức, chương trình đang chiếu quá trình hợp tác Tạ Thị và một công ty ở nước ngoài. Nhìn người quen, khóe miệng cô nhếch lên. Tôi đã trở về. Hôm sau, Hà Huyền đưa Y đến nhà trẻ. Lúc đầu, cô bé vì sợ có quá nhiều người lạ ở đây. Mẹ, con không muốn đi học, con sợ. Hà Huyền xoa đầu con. Ngoan nào, hôm nay con hứa với mẹ thế nào? Con hứa, con ngoan. Đúng rồi, mẹ dạy con không được thất hứa. Con cứ bình tĩnh vào lớp nhé. Cô giáo dặn gì con làm theo lời cô. Có vẻ lời nói hiệu nghiệm, cô bé lập tức nín khóc, đặt tay lên ba lô rồi bước vào trong. Cố lên, chưa tan học, mẹ ở đây đợi con nhé. Vâng ạ. Nhìn bóng cô bé khuất dần, Hạ Huyền muốn khóc theo. Thì ra đây là cảm giác đưa con đi học đấy à. Hôm nay tạm thời cô chưa có kế hoạch gì. Một tuần sau có hẹn với một vài nghệ sĩ. Bây giờ cô có thể yên tâm nghỉ ngơi. Khi đang suy nghĩ đi đâu, điện thoại vang lên, là số lạ gọi tới. Xin hỏi có phải nhiếp ảnh gia Anna? Là tôi, xin hỏi anh là ai thế ạ? Tôi là thư ký Cố Tổng, hai ngày tới kỷ niệm 50 năm tập đoàn Cố Thị. Do chúng tôi muốn mời Anna tiểu thư đến giúp chúng tôi có những bức ảnh đẹp nhất. Cô vừa định mở miệng từ chối, đầu dây bên kia nói, thù lao là cô quyết định. Vậy được, xin hỏi khi nào cô có thể ký hợp đồng? Bây giờ cũng được. Vậy khi nào cô đến cứ nói với nhân viên, họ đưa cô lên phòng chờ. Nói xong cô cúp máy thở dài. Bây giờ nghèo đến mức tiền làm mờ mắt thật rồi. Cô đón taxi để Cố Thị. Nhìn tòa nhà khổng lồ, khóe miệng cô giật giật. Cô chưa bao giờ đến nơi này, dù trong tiềm thức biết nó lớn, nhưng không ngờ lớn đến mức thế này. Cô đi đến quầy tiếp tân, mỉm cười nói với nhân viên, xin chào, tôi là Anna, hôm nay có hẹn với Cố Tổng. Những người phụ nữ ăn mặc kín mít, mang khẩu trang cùng cái kính râm to đùng, nữ nhân viên lập tức tỏ thái độ. Có hẹn với Cố Tổng á? Ngày nào cũng có mấy phụ nữ như cô chạy đến đây rồi hẹn này hẹn kia. Loại người như cô tôi thấy rồi. Bảo vệ ơi, lôi người phụ nữ này ra ngoài. Nhân viên bảo vệ tiến vào. Hạ Huyền nghiêng đầu nói, cứ nói với thư ký của sếp mọi người ấy, rồi sau đó sẽ biết tôi nói thật hay nói dối thôi mà. Nữ nhân viên không tin,
tiếp tục kêu bảo vệ lôi cô ra ngoài. Lúc này A Minh, thư ký của Đình Phong đi ngang qua. Anh thấy ồn ào mới tiến lại. Chuyện gì thế? Thư ký Minh, cô gái tự xưng Anna gì đó còn nói là có hẹn với sếp ạ. A Minh nghe xong nhìn qua Hạ Huyền. Khi nãy tôi có gọi cho anh đấy. À, là cô à? A Minh nhìn thấy nhật ký cuộc gọi, lập tức đổi sắc mặt. Thì ra Anna tiểu thư, thứ lỗi là tôi chuẩn bị không chu đáo. Đi thôi, để tôi đưa Anna tiểu thư lên phòng. Sau đó anh quay qua nói với nữ nhân viên. Cô đi sang phòng kế toán lĩnh lương đi là vừa đấy. Nữ nhân viên vội xin lỗi, thậm chí còn khiến cho đồng nghiệp của cô ta chê cười. A Minh đưa Hạ Huyền lên phòng. Xin Anna tiểu thư đợi lát, cố tổng một lát nữa họp xong. Vâng, làm phiền anh. A Minh gật đầu, sau đó đóng cửa phòng rời đi. 4 năm trước, một nhiếp ảnh gia tên Anna nổi lên với bức ảnh Trời Đêm. Từ đó danh tiếng vang dội. Tuy nhiên chưa ai thấy mặt cô. Mỗi lần ký hợp đồng cô sử dụng khẩu trang, kính dâm che mặt. Với ánh mắt của mình, anh chắc chắn vị nhiếp ảnh gia là mỹ nữ. Vốn tưởng hôm nay thấy gương mặt nữ thần, ôi trời đất, con tim bé bỏng của tôi nó tổn thương rồi. Đình Phong tan họp, A Minh chạy vào phòng. Sếp à, em mời được vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng Anna. Bây giờ cô ấy trong phòng chờ. Cậu có thể tự ký hợp đồng mà. Anna tiểu thư, thử xem có hài lòng không. A Minh bắt đầu thương thảo với Hạ Huyền. Hạ Huyền không thấy Đình Phong, gương mặt cô không biểu hiện gì. Cô cẩn thận lật từng tờ, đọc kỹ điều khoản bên trong. Tôi muốn giá tiền tăng gấp 3. A Minh nghe vậy có chút khó xử. Số tiền ban đầu vốn không thấp, bây giờ còn tăng gấp 3. Thư ký Minh này, tôi nghĩ anh biết danh tiếng của tôi, không phải chỉ để nói suông. Mỗi lần chụp cho nghệ sĩ, tiền tôi cao hơn gấp nhiều lần đấy. Dạ, cái này phía Anna tiểu thư, tôi hỏi lại cố tổng. Anh chạy vội căn phòng của Đình Phong, nói lại toàn bộ. Đình Phong nghe xong để lại một câu theo ý cô ta. A Minh trở lại, nhìn Hạ Huyền đang đọc tạp chí. Anna tiểu thư à, cô còn gì không hài lòng nữa không? Không, mọi thứ đều ổn rồi. Ký hợp đồng xong, Hạ Huyền chào A Minh rồi mang túi rời đi. Lúc này, Đình Phong nhận cuộc gọi Lang Kha, anh mang theo điện thoại rời đi. Ngay đến cửa thấy bóng dáng quen thuộc mà mình nhớ nhung, lồng ngực anh nhói lên. Anh gạt cuộc hẹn với bạn sang một bên, vội vàng đuổi theo. Nhưng người kia nhanh hơn một bước, chiếc taxi khởi động từ từ vụt mất. Không chần chừ, anh vội ngồi lên chiếc xe của mình đuổi theo. May lúc này không phải giờ cao điểm, đường khá vắng, đi cũng rất nhanh anh bắt kịp. Khoảng hơn tiếng nữa, đến giờ con tan học, Hà Huyền kêu tài xế dừng ở tiệm trà sữa gần trường mẫu giáo. Dù sao lát nữa, cô định dắt bé con đi mua sắm, giờ chạy về căn hộ thì mất thời gian. Đình Phong đội xe ngay trước quán, ánh mắt không rời khỏi cô. Ngay khoảnh khắc cô tháo khẩu trang, anh cảm nhận trái tim đập nhanh hơn bình thường. Là cô ấy, vẫn dáng vẻ đó, vẫn gương mặt đó. 5 năm qua cô không hề thay đổi, thậm chí vẻ đẹp còn sắc sảo mị hoặc hơn. Bỗng giọng nam vang lên. Này anh kia, chỗ này không được phép đậu xe, phạt tiền đấy. Một vị cảnh sát đứng chắn tầm nhìn. Lúc này tâm trí anh quay lại, anh móc một tờ chi phiếu hỏi ông ta. Tôi đậu đây 3 tiếng, thì phạt bao nhiêu ông cứ ghi nhé. Vị cảnh sát nhìn theo hướng Đình Phong, thấy anh dán mắt vào Hạ Huyền. Chàng trai trẻ ơi, theo đuổi phụ nữ như vậy là không được đâu nhá. Thế theo ông phải làm sao? Lúc tôi theo đuổi vợ mình cũng làm thế. Cậu đẹp trai cao giáo, xế hộp ngon nghẻ thế này, chắc chắn cô ấy đổ thôi mà. Đình Phong gật đầu. Tìm một chỗ đậu xe đi, rồi mua đoá hoa tặng cho cô ấy. Anh tìm bãi đậu xe, cũng chạy đến một cửa hàng hoa. Nữ nhân viên lần đầu thấy trai đẹp thế này, mặt cô đỏ bừng lên. Chào anh ạ, ở đây chúng tôi cung cấp đủ loại hoa. Anh muốn mua hoa dịp gì để chúng tôi tư vấn ạ? Tôi muốn tua hoa tặng vợ. Nghe xong, sắc mặt nữ nhân viên sụ xuống. Tôi muốn mua hoa tặng vợ, thế là mất hết cả cơ hội. Nghe nỗi đau trong lòng, cô bắt đầu tư vấn một loại hoa mang biểu tượng trong tình yêu. Nghe xong, Đình Phong quyết định chọn bách hợp, vì anh thích câu nói bách hợp tượng trưng tình yêu trăm năm. Mang hoa trên tay, anh đi thẳng đến quán trà sữa, miệng lẩm bẩm. Mày cố lên vì tương lai hạnh phúc, Đình Phong à. Hạ Huyền nhìn lịch trình tuần sau, ngồi nhâm nhi cốc trà sữa, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện bó hoa bách hợp. Cô gật đầu, thấy gương mặt đó cô bất ngờ, sau đó mỉm cười. Lâu rồi không gặp, anh uống gì để quầy gọi đi. Trong lòng Đình Phong xốn xang, anh kéo ghế ngồi cạnh cô. 5 năm không gặp, em không có gì muốn nói với tôi à? Tất nhiên là không. 5 năm em có vẻ lạnh lùng hơn trước đấy. Cô nghe xong thì cười khẽ. Cảm ơn lời này của anh, tôi xem đó là lời khen.
Sau đó hai người không ai nói gì. Hạ Huyền nhìn đồng hồ, sắp đến giờ đón bé con. Cô liền tạm biệt Đình Phong rồi rời đi. Tôi có việc, hẹn anh khi khác. Em đi đâu? Tôi đưa em đi. Tôi đón con gái tôi, xin thứ lỗi tôi đi đây. Dứt lời, cô mang túi rời khỏi quán. 5 năm qua, cô không muốn dính dáng bất cứ ai trong quá khứ. Mục đích cô về chỉ có một, đó là trả thù. Bất kể cố Đình Phong hay ai, cô không để ai ngăn cản nó. Đình Phong ngồi trong quán, tâm tình vô cùng loạn. Con gái á, cô ấy có con từ bao giờ? Lấy lại bình tĩnh, anh vội đuổi theo. Thấy cô đứng trước cổng trường mẫu giáo. Là con ai vậy? Không liên quan đến anh. Đúng lúc này tiếng chuông vang học, những đứa trẻ ùa ra như đong vỡ tổ. Con nít rất thích dính cha mẹ hoặc người thân. Mấy tiếng trôi qua không có người bên cạnh, đúng là cực hình đối với bọn chúng. Y à, mẹ ở đây. Y chạy lại ôm chầm lấy Hạ Huyền. Con nhớ mẹ. Ừ, mẹ cũng nhớ con lắm. Đình Phong thấy hai mẹ con lúc này đây trong lòng một mảng phức tạp. Mẹ, chú này là ai thế hả? À, bạn của mẹ. Y à, chào chú đi. Con chào chú. Đình Phong xoa đầu cô bé. Y à, con ngoan lắm. Đây con hay quá. Nào đi thôi, mẹ dạy con đi mua đồ mới. Tôi đi cùng được không? Hạ Huyền nhíu mày. Y thấy vậy rất vui. Cô bé nắm tay Đình Phong. Thấy bé thích Đình Phong, Hạ Huyền cũng không thể từ chối. Ba người đến trung tâm mua sắm. Một tay Đình Phong bế Y, tay còn lại xách mấy túi quần áo của con bé. Về phần Hạ Huyền, cứ thấy mẫu quần áo nào đáng yêu là quẹt thẻ. Lúc này Hạ Huyền để ý, rất để ý khi mà Đình Phong đi cùng. Mua nhiều đồ như vậy, có khi cô xách hai tay không hết. Đến chiều, ba người ghé vào cửa hàng KFC. Nhìn Y ăn một cách ngon miệng, không hiểu sao Đình Phong cảm thấy có chút ấm áp. Đây đúng là viễn cảnh một nhà ba người anh từng mơ ước. Trời trêu thay, con bé này không phải con anh. Ăn xong, Đình Phong đưa hai mẹ con về. Nhưng cô lập tức từ chối. Không sao đâu, tôi đón taxi được. Hôm nay phiền anh rồi. Đương nhiên Y không chịu. Cô bé ôm chân Đình Phong. Không muốn đâu, con muốn chú đưa về cơ. Mẹ hết thương con rồi chứ gì. Người ta nói, con nhà người ta không thể đánh. Câu nói này chính xác với trường hợp này. Hạ Huyền thở dài. Vậy phiền anh vậy. Đưa hai người trở về căn hộ. Thấy cả hai vào trong cẩn thận, anh mới lái xe rời đi. Lang Kha nghe cuộc gọi của bạn, chạy vội đến quán Cloud. Anh lên phòng VIP 401, nơi Đình Phong đang ở đó. Tiến lại gần, giật lấy chai rượu Đình Phong, sau đó ném thẳng xuống sàn. Đình Phong, cậu muốn chết đấy à? Cô ấy trở về rồi. Hả? Ai? Ý cậu Hạ Huyền còn sống á? Đình Phong không trả lời. Tức là đồng ý à? Nếu vậy cô phải vui chứ. Sao cô đi uống rượu? Dẹp chai rượu có một bên cho tớ. Cô ấy về rồi. Còn có cả một bé gái nữa. Nghe vậy Lang Kha muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi. Thôi được rồi, tớ đi điều tra việc này cho. Có cậu lập tức cút về nhà đi. Lát nữa tớ về. Tạm biệt nhé, không tính. Lang Kha sao có thể bỏ mặc bạn. Do dự một hồi anh quyết định ngồi đây nghe cậu ta lải nhải. 5 năm trở lại, cô ấy lạnh lùng lắm. Cậu biết không, tớ tưởng mọi thứ quay lại như trước. Đến khi nhìn thấy bé gái đó, lúc đó lồng ngực tớ đau đớn. Cô ấy rất giống Hạ Huyền. Lang Kha chỉ nghe chứ không trả lời. Thực sự lúc này chả biết khuyên nhủ bạn thế nào. Có những chuyện chính bản thân tự cậu ta mới tìm hiểu được. Không phải cậu chưa ly hôn cô ấy à? Cô ấy mất 5 năm, theo pháp lý được quyền đơn phương ly hôn mà. Trường hợp này Lang Kha bó tay, chả biết nói gì nữa. Anh đành kéo Đình Phong với Lang ra. Thấy bạn ngủ say, Lang Kha gọi cho Diệp Yên. Bà xã, cậu ta biết Hạ Huyền về nước rồi. Múi giờ hai nước khác nhau. Lúc này Diệp Yên ngắm cảnh bình minh trên đồi. Có lẽ trên cao tín hiệu không tốt. 10 giây sau cô nghe lời Lang Kha. Nhanh thế á, cậu ấy với Y có ổn không ạ? Bình thường. Theo như lời Đình Phong, dường như cả ngày hôm nay cậu ấy đi chung với hai người họ. Cái gì? Sao Đình Phong biết nhanh thế? Sau đến tiệc của Cố Thị, bên đó mời Hạ Huyền chụp ảnh. Anh nghe cậu ta tâm sự hơn một tiếng đấy. Chủ yếu về Y Y. Cậu ta nói Y Y giống Hạ Huyền như đúc. Anh ta nghĩ Y Y là con Hạ Huyền thật à? Ừ. Cứ chết em rồi, nhìn góc độ nào cũng thấy hai người đó giống nhau. Sao anh ta có thể nói vậy? Thật là, mẹ con nhóc biết chắc khóc thét đấy. Vậy bên em sao rồi? Chị Gia Phi Gia biết cả rồi. Lúc đầu định đoạn tuyệt quan hệ với hai người họ. Mẹ có Phi Bằng ngăn cản, chị đều không á. Bây giờ suốt ngày em ăn cơm chó từ hai người họ đấy.
Ừ, xong việc em về nước đi. Dù sao ổn thỏa rồi, y cũng cần mẹ con bé chăm sóc, đâu thể để Hạ Huyền chăm mãi. Một tháng nữa hợp đồng kết thúc, em về nước cùng họ. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe, đặc biệt không được nói gì với Cố Đình Phong đâu, không thì Hạ Huyền giết em đấy. Lệnh bà xã. Tạm biệt ông xã nhé, khi nào rảnh em gọi lại cho anh. Ừ, tạm biệt em. Sáng hôm sau, Đình Phong đau đầu tỉnh dậy, nhìn cách bố trí căn phòng, anh chắc chắn bản thân ở Lăng Gia. Lăng Kha, cậu dạo này chỉnh chu quá nhỉ, chịu khó đọc tài liệu á. Nhìn Lăng Kha ngồi phòng khách cùng sấp tài liệu, Đình Phong trêu chọc. Tớ phải nuôi vợ mà, đây toàn bộ tài liệu về vị nhiếp ảnh gia Anna đấy. Đình Phong cầm lấy cẩn thận đọc. Anna, nhiếp ảnh gia bí ẩn, bất ngờ nổi lên 4 năm trước với tác phẩm Trời Đêm, từ đó danh tiếng nổi như cồn. Dù vậy, chưa ai thấy gương mặt thực sự của cô. Mỗi khi làm việc, cô luôn mang khẩu trang cùng cái kính râm to đùng, hoặc không, cô sử dụng mặt nạ che mặt. Rất nhiều lời đồn đoán tung ra, có người nhìn dáng dấp của cô bảo đó là mỹ nhân, có người bảo cô xấu xí không dám lộ mặt. Cái này cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, dù sao chẳng có thông tin gì hữu ích. Tại sao Hạ Huyền là Anna, sao cô ấy dùng thân phận khác quay lại? Chẳng ai biết sự thật ngoại trừ cô ấy. Đình Phong không trả lời, ánh mắt dán vào hình ảnh Hạ Huyền tại những sự kiện. Tớ đi đây, cậu vất vả rồi. Ra sân, những con say yêu quý đậu ở một bên, Đình Phong khóe miệng nhếch lên. Lăng Kha quả là người bạn chu toàn. Biết được chỗ ở Hạ Huyền, anh lái xe đến đó. Cứ nghĩ mọi thứ vô cùng thuận lợi cho đến khi... Xin lỗi, ở đây chúng tôi có quy định, chủ hộ mới được phép vào trong. Đình Phong lấy điện thoại gọi cho A Minh, kêu cậu mang bản hợp đồng cùng với sấp chi phiếu tới. A Minh dù muốn đánh sếp, nhưng vì tiền lương phải nhịn. Cậu mỉm cười nói chuyện với bảo vệ. À, xin chào, Cố tổng chúng tôi muốn mua lại nơi này, hay không phiền gọi ông chủ của mình được chứ? Thấy hai người trước mặt ăn mặc lịch sự gọn gàng, một người trong đó lái xe xịn đến, trong lòng tin tưởng gọi ông chủ ra. Ông ta lúc đầu không đồng ý, nhưng nghe ba từ Cố Đình Phong thì chạy ào ra, nhìn người suýt nữa ông ta nhào tới. Cố Đình Phong, CEO Cố Thị à? À, xin chào Cố tổng, nghe nói ngài muốn mua ở nơi này. À, mình hiểu ý, đưa hợp đồng và chi phiếu cho ông ta. Mọi điều khoản ở đây, nếu ngài có gì không hài lòng thì cứ việc nói, đây là chi phiếu, mời ngài tự điền giá. Ông ta đọc xong, mẹ kiếp. Trời đất ơi, đúng là miếng thịt từ trên trời rơi xuống. Ông ta điền một con số trên trời. A Minh thấy vậy mỉa mai trong bụng, gã béo này đúng là tham lam thật. Đình Phong gật đầu rồi giao lại mọi việc cho A Minh xử lý, rồi nghênh ngang lái xe vào trong. A Minh nhận số điện thoại của sếp, bảo người chủ cũ giao lại danh sách thuê cho mình, sau đó chụp hình lại đưa cho Đình Phong. Ở đây có khoảng 200 hộ. Đình Phong dò xong cũng mất gần một tiếng, nhìn chữ người thuê Anna, anh cười nhẹ rồi đi lên căn phòng. Cô ở tầng 2, số phòng 200. Đứng trước cửa, anh hít một hơi rồi bấm chuông. Giờ này ai gọi nhỉ? Thông qua màn hình, cô lại thấy Đình Phong. Anh ta làm gì đây? Vì hai người trong mối quan hệ hợp tác, cô đành phải mở cửa. Xin chào, anh có việc gì không? Ừ, tôi có việc muốn nói với em. Vâng, anh vào trong đi ạ. Nhìn bố trí căn hộ, Đình Phong hiểu cuộc sống hai mẹ con đơn giản thế nào. Thậm chí có nhiều chỗ trống, đủ nhét thêm hai ba món đồ. Xin hỏi anh có việc gì không? À không, tôi chỉ muốn thăm em. Vậy tôi nói trước, chắc anh nhớ đến bản hợp đồng 2 năm của chúng ta đúng không? Đình Phong gật đầu, ừ một tiếng. Dù sao Hạ Huyền đã chết từ 5 năm trước, coi như chúng ta ly hôn. Tôi nghĩ sau lần hợp tác, tôi với anh tốt nhất không nên dính líu gì nữa. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đình Phong bật cười, ánh mắt lạnh hơn mấy phần. Ly hôn á? 5 năm trước em là cố phu nhân, 5 năm sau chỉ có thể là cố phu nhân của tôi. Dứt lời anh đứng dậy, sau đó bổ sung thêm một câu. Tôi không cưỡng ép em, điều này có nghĩa tôi cho phép em tự do tung cánh. Nếu em dám làm vậy, chắc chắn tôi tự tay bẻ gãy nó đấy. Dù sao tôi cũng đã tung rồi mà. Lời này ngầm ám chỉ sự xuất hiện của Y. Đình Phong không trả lời, đóng rầm cửa rồi đi mất. Gương mặt Hạ Huyền cũng không có biểu hiện gì. Cô dọn dẹp ly trà uống dở rồi tiếp tục công việc. Hôm sau, lễ kỷ niệm 50 năm Cố Thị, rất nhiều minh tinh, ca sĩ đều được tham dự. Một phần vì đây là cơ hội để gặp vị cố tổng thần bí, một phần họ muốn được nhiếp ảnh gia tài ba Anna chụp ảnh để đánh bóng tên tuổi. Cô mặc bộ lễ phục màu đỏ của Hermes,
phối cùng chiếc mặt nạ bạc khiến cô càng trở nên yêu kiều. Khi cô xuất hiện, những ánh mắt không ngừng đánh giá cô. Đẹp, đẹp quá. Chẳng phải như ảnh gia Anna. Anna là ai? Trời đất ơi, không biết ư? Một trong những ảnh gia quyền lực nhất hiện nay. Hạ Huyền nghe mọi người bàn tán về cô chỉ cười nhẹ. Xin chào Anna tiểu thư. Bỗng một người phụ nữ trung niên tiến lại. Cô ta mặc bộ vest đen, chân đi giày cao gót. Nhìn sơ qua có thể thấy quản lý của một minh tinh. Xin chào, tôi là quản lý của Hạ Kiều, một trong những diễn viên hạng A đình đám. Hôm nay may mắn gặp được cô, muốn hợp tác chụp ảnh cho nghệ sĩ nhà tôi bộ ảnh. Được thôi. Ngài tên Hạ Kiều, ánh mắt cô lạnh hơn bao giờ hết. Hợp đồng tôi gửi cho Anna tiểu thư sau, xin hỏi số điện thoại của cô. Gửi mail cho tôi cũng được. À vâng vâng, vậy không làm phiền cô nữa, tôi xin phép. Nữ quản lý chạy đến chỗ Hạ Kiều, nói nhỏ vào tai cô ta. Nghe xong ánh mắt ả sáng lên. Thật á? Thật mà, tôi vừa cùng cô ấy nói chuyện. Chị làm tốt lắm, tháng này tăng lương cho mọi người. Cảm ơn. Đợi quản lý rời đi, Tạ Nam đứng bên cạnh lên tiếng. Chuyện gì mà em vui thế? Như vậy ra Anna đồng ý chụp cho em bộ ảnh đấy. Ồ, Anna, anh vừa gặp cô ta trong buổi tiệc từ thiện, dáng dấp không tồi. À mà phải nói là cực kỳ nóng bỏng chứ. Nghĩ đến việc một người phụ nữ nằm dưới thân, anh ta đã... Thấy Tạ Nam mất tập trung, Hà Kiều lay lay cánh tay anh. Anh nghĩ gì thế? Tạ Nam đặt tay lên eo cô véo nhẹ. Anh đang nghĩ xem, tối nay nên làm gì em? Đáng ghét, buổi tiệc bắt đầu đấy, vào chỗ ngồi đi. Khi buổi tiệc bắt đầu, Hạ Huyền cầm máy ảnh, chụp lại từng khoảnh khắc quan trọng. Sau khi MC giới thiệu tóm tắt lịch sử 50 năm cố thị, mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Cái cửa mở ra, Đình Phong một thân âu phục màu đen xuất hiện. Ánh mắt những vị tiểu thư hay nữ minh tinh sáng lên khi trông thấy miếng mồi ngon. Nếu ai may mắn lọt vào mắt xanh của anh, chẳng phải một bước đổi đời. Bây giờ chúng tôi tổ chức trò chơi, vì để tạo không khí náo nhiệt, năm nay cố tổng chọn một bạn nữ để nhảy điệu mở màn. Chúng tôi chuẩn bị một thùng phiếu, đích thân cố tổng bốc thăm. Mọi người đợi xem ai là người may mắn. Rất nhiều cô gái ngồi dưới bắt đầu nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Ông trời ơi, bọn họ có thể không cần làm vợ Đình Phong, chỉ cần ông giúp bọn họ được nhảy với anh một lần cũng được. Hạ Huyền vẫn mải mê chụp ảnh. Sau đó hết phim thì thay, cô không quan tâm việc này. Nhiệm vụ của cô chỉ có vậy, cô cũng không muốn tạo sự chú ý cho bất cứ ai. Đình Phong lấy đại một thăm, sau đó mở ra. MC nhìn sang nói với mọi người: mời vị tiểu thư ngồi vị trí 28. Nghe con số đó, mọi người thở dài thất vọng. Sao không phải chứ? Duy Họa Huyền khóe miệng giật giật, sắc mặt xa sầm. Cô ngồi không cũng trúng đạn á. Rõ ràng hôm nay chưa làm gì xấu mà. Cô chỉnh trang trang phục rồi đi lên. Ánh mắt mọi người đổ dồn phía cô. Có ngưỡng mộ, có ganh tị, có ganh ghét. Cô ta là ai? Lại mang danh mặt nạ, tỏ vẻ thần bí gì chứ? Đáng chết, sao cô ta may mắn thế nhở? Như định phải tìm hiểu xem cô ta là ai. Cố Đình Phong nhìn không hợp với cô ta tẹo nào. Đình Phong thấy người lên sân khấu, khóe miệng nhếch lên. Đây mới là kết quả anh mong muốn. Đúng là không uổng công sai A Minh đổi thùng phiếu. A Minh đang ở sau cánh gà hát xì một cái. Là ai nhắc xéo ông đây vậy? Được đối diện Đình Phong, không hiểu sao Hạ Huyền cảm thấy hồi hộp. Cũng may cô đang mang mặt nạ, không ai trông thấy vẻ mặt căng thẳng của cô. Tôi có thể mời vị tiểu thư đây một điệu nhảy. Hạ Huyền nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay anh. Rất vinh hạnh. Nhìn hình ảnh hai người trên sân khấu, những cô gái khi nãy ganh tị, không hiểu sao bây giờ cảm thấy hai người họ vô cùng hòa hợp. Nam thanh nữ tú, cả hai uyển chuyển phối hợp ăn ý trong từng nhịp bước. Thậm chí chỉ cần liếc qua, chắc chắn ai cũng cho rằng hai người nhảy với nhau rất nhiều lần. Tôi rút lại lời nói vừa rồi đấy, nhìn họ đẹp đôi thật. Chàng trai mặc áo phục đen, cô gái da hội đỏ, trông cứ như hoàng tử công chúa. Ừ, tôi đồng ý, hai người họ quá là xứng đôi. Trong lúc nhảy, Đình Phong không ngừng trêu chọc Hạ Huyền. Tôi bốc thăm chỗ vị trí em ngồi, chắc chắn điều này chứng tỏ em thuộc về tôi. Tôi nghĩ anh gian lận đấy. Em nghĩ vậy là oan cho tôi, đời nào tôi làm cái trò tiểu nhân đó. Cô nghe vậy khẽ cười. Đúng là 5 năm trôi qua anh không thay đổi gì cả. Một lát sau, điệu nhảy kết thúc, cô về chỗ ngồi của mình. Đình Phong nêu những thành tựu cố thị đạt được trong thời gian này. Cuối cùng tôi cảm ơn nhân viên của mình, những người đã không ngừng nỗ lực tạo nên tập đoàn khổng lồ như bây giờ. Tiếng vỗ tay vang lên, buổi tiệc kết thúc, mọi người cũng lần lượt ra về. Hạ Huyền vừa ra đến cổng, một chiếc BMW đậu trước mặt.
Cửa kính hạ xuống, gương mặt Đình Phong hiện ra. Như nào, tôi đưa em về. Khuya như vậy, lỡ ai bắt nạt em, tôi cảm thấy bản thân có lỗi mất. Hạ Huyền sợ bọn người thấy mặt anh ta, vội leo lên xe không chần chừ. Đối với quyết định này của cô, anh vô cùng hài lòng. Tôi mong anh được tiếp cận tôi như thế này. Bây giờ chúng ta nấy cuộc sống riêng, hà tất gì làm khó nhau. Cuộc sống của em chỉ có thể gắn liền với tôi. Nếu trong mơ em thấy mình tự do, tôi nhất định đánh thức em dậy. Cái logic gì thế? Tôi chỉ cần có Yi là đủ. Không cần... Yi đâu phải con em. Cô lập tức quay sang nhìn anh, gương mặt có chút sửng sốt. Sao anh biết được nhở? Rõ ràng cô đâu có lỡ lời. Nói bậy, Yi chính là con gái tôi. Hạ Huyền, em nghĩ tôi bị ngu à? Yi hoàn toàn không có điểm nào giống em. Hơn được 5 năm trước, em chỉ ngủ với tôi. Nhưng khi tôi hỏi em bảo không phải con tôi. Thế vậy cha đứa bé là ai? Trong xe yên tĩnh lạ thường, Hạ Huyền im lặng một lúc mới lên tiếng. Cô tưởng có thể gạt anh một thời gian, không ngờ sớm vậy à? Lúc đầu tôi thực sự bị em gạt, nhưng hôm qua tôi đích thân đi điều tra mới biết sự thật. Hạ Huyền, rốt cuộc 5 năm qua em gặp chuyện gì thế? Cố Đình Phong vừa nói xong chạy đến căn hộ. Hạ Huyền bước xuống xe, vẫy tay chào anh, rồi sau đó chạy vội vào trong. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai bảo vệ, anh nghênh ngang lái xe vào cổng. Sao? Muốn cản tôi giống lần trước à? Dạ không không ạ. Bây giờ ngài là chủ của nơi này. Đình Phong hài lòng với câu trả lời. Anh đến bãi đậu xe, sau đó đến chỗ Hạ Huyền. Cô cầm chìa khóa, chuẩn bị tra vào ổ. Một giọng nam vang lên. Chào. Theo phản xạ, cô vung tay phía hướng phát âm thanh. Đình Phong nhẹ nhàng chụp tay cô. Em định mưu sát chồng à? Ai mà anh đột nhiên xuất hiện? Tôi là tự vệ chính đáng thôi. Còn nữa, anh đâu phải chồng tôi. Anh đừng nói nhăng nói cuội. Ồ, em không chịu, tôi đổi cách nói. Vợ mưu sát chồng, tội nặng đêm ạ. Xin hỏi, hai cách này có gì khác nhau? Hạ Huyền cũng không để ý đến anh. Cô mở cửa đi vào. Đình Phong cũng rất tự nhiên đi vào trong, thậm chí thuận tay đóng cửa giúp cô. Giúp cô anh muốn gì? Cô nam quả nữ không thể ở với nhau, đặc biệt khi trời khuya thế này. Có Y nữa mà. Tôi với anh không có quan hệ gì cả. Em là vợ hợp pháp của tôi. Tôi xem dự báo thời tiết, hôm nay trời quang mây tạnh, không có mưa. Lúc này ngoài kia vang âm thanh đùng đùng, những tia chớp kéo dài như muốn xé toạc bầu trời, rồi mưa ào ào như là chút nước vậy đấy. Đình Phong nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ ý cười nói với cô. Em xem ở đâu, dự đoán chính xác thế hả? Cô thực sự muốn tìm ông trời đánh cho một trận. Ông không thấy ông đang hại tôi ư? Cửa phòng ngủ mở ra, Y trên tay ôm con gấu bông. Cô bé dụi mắt chạy về phía Hạ Huyền. Mẹ về rồi, Y nhớ mẹ. Thương quá, mẹ cũng nhớ con lắm. Đình Phong nhìn hai người một lớn một nhỏ. Anh tưởng tượng một ngày hai người có đứa nhóc ngoan ngoãn đáng yêu thế này. Nghĩ tôi đã thấy hạnh phúc. Nhất định anh phải đẩy nhanh quá trình. Y lúc này thấy Đình Phong, con bé chạy vội phía anh, giơ tay đòi bế. Đình Phong cười cười nhấc cô bé lên. Y nhớ chú không? Có, mẹ cũng nhớ chú đấy. Hạ Huyền lập tức trừng mắt với con bé. Này, cô nói gì thế hả? Cô bé ôm lấy cổ Đình Phong. Mẹ là Y, mẹ không thương Y nữa. Thôi ngoan, Y không khóc nữa nào. Dỗ dành một hồi, cô bé nín khóc. Nhưng từ lúc đó, cô nhóc trở thành vật trang sức trên người Đình Phong, không rời xa anh nửa bước. Hạ Huyền bước trong bếp và sữa nóng cho hai người. Còn ở ngoài này, Y hỏi Đình Phong. Chú thích mẹ con không? Ừ, thích chứ. Vậy chú cố gắng lên, mẹ khó chịu lắm. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy mẹ tiếp xúc gần với con trai đâu. Chú hỏi con một chuyện nhé, con nhất định trả lời thực lòng đấy. Vâng. Cha mẹ ruột con là ai? Cha con họ Trịnh, mẹ con họ Phi. Hai người ở Thụy Sĩ với dì Yên. Nghe câu trả lời, khóe miệng Đình Phong nhếch lên. Hèn gì bảo sao, nhìn cô bé thấy quen quen. Ra là con gái cậu ta. Thế tại sao con gọi cô ấy là mẹ? Mẹ dạy con gọi mẹ như thế. Hai người đang nói gì vậy? Hạ Huyền mang hai ly sữa nóng, cuộc trò chuyện chấm dứt. Đình Phong bắt đầu thể hiện kỹ năng diễn xuất đỉnh cao. Tôi hỏi con bé, em thích gì để tôi tặng? Y gật đầu phụ họa. Con nói với chú mẹ thích hoa hồng với cả chocolate Godiva. Đình Phong đầy thâm ý nhìn Hạ Huyền. Y ngoan thật đấy. Về phần Hạ Huyền, cô có chút bất ngờ khi nghe con bé nói vậy. Cô chỉ một lần dẫn con đem bé đi mua những thứ đó. Thế mà con bé nó nhớ đến bây giờ. Lại đào hố cho cô nữa chứ. Y sữa của con này. Còn cái đèn ly của anh.
Một Đình Phong kiêu ngạo, sao thích thứ đồ uống này? Nhưng đây là do chính tay cô pha, không uống không được. Mùi vị ngọt ngọt của sữa bò lan tỏa trong miệng khiến anh có chút không thích ứng. Hạ Huyền thì anh nhíu mày, không ngon à? Ngọt quá à? Không phải đâu, lâu ngày tôi không uống ngọt thế này thôi. Buổi tối uống sữa tốt đấy, rượu chỉ khiến sức khỏe thêm sa sút thôi. Dù không thích, nhưng có lẽ bây giờ anh tập quen dần với mùi vị này rồi. Hạ Huyền đưa cho anh bàn chải đánh răng chưa sử dụng, còn mình vào vệ sinh cá nhân cho Yi. Căn hộ có hai phòng, nếu bình thường cô và Yi mỗi người một phòng, bây giờ có thêm một người. Tôi qua ngủ với Yi, anh ngủ tạm phòng tôi ấy. Không sao đâu, tôi ngủ sofa, em với bé con cứ ngủ như bình thường đi. Cô băn khoăn một hồi sau đó gật đầu. Yi hôn chụt vào má Hạ Huyền, xong nũng nịu, mẹ ngủ ngon ạ. Yi của mẹ ngủ ngon. Nhìn hai người âu yếm nhau, người bị gạt ở một bên là Đình Phong lập tức đổi suy nghĩ. Sau này nếu anh và cô có đứa nhóc, chắc chắn anh ra rỉa. Đợi Yi vào trong, Hạ Huyền quay lại. Vậy tôi vào trước đây, chúc anh ngủ ngon. Em ngủ ngon. Hạ Huyền vào phòng rồi bắt đầu công việc. Có vẻ sau buổi tiệc ở Cố Thị, có rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm thông tin về cô. Đặc biệt trong 100 mail, có đến 80 mail giữa các nữ minh tinh, ca sĩ tìm cô hợp tác. Cô chọn vài người ưng ý rồi trả lời họ. Một mail được gửi đến từ quản lý Hạ Kiều. Cô click chuột xem là bản hợp đồng hợp tác. Đọc xong khóe miệng cô giật giật. Cô không biết dùng từ nào miêu tả tâm trạng mình. Mẹ kiếp, danh tiếng cô là trò đùa đấy à? Thuê chụp 3 bộ ảnh, giá tiền bằng một cái tủ lạnh trong siêu thị á. Cô lập tức từ chối, rồi tắt máy tính đi ngủ. Hầu đè quá nhiều việc xảy ra, sức lực cũng bị mai mòn. Tiếng mở cửa vang lên, cô nhìn thấy bóng người tiến vào. Đình Phong, em vào đây làm gì? Nào khẽ thôi, em định đánh thức con đấy à? Anh muốn cái gì? Muốn em. Nói rồi khóa trái cửa, cả người đè lên Hạ Huyền. Lời chưa dứt, anh phủ đôi môi mình xuống. Âm thanh va chạm vang lên, một bầu không khí ái muội cho căn phòng. Bàn tay anh bắt đầu hư hỏng lần mò sờ soạng. Cảm nhận sự kháng cự của cô, anh buông tay, chỉnh trang tư thế rồi ôm cô trong lòng. Ngủ đi, tôi không chọc em nữa. Hạ Huyền muốn đẩy anh, nhưng cô càng dùng sức, anh càng ôm chặt. Thế là cô đành từ bỏ, nằm gọn trong lòng anh. Hạ Huyền này, rốt cuộc 5 năm trước, chuyện gì về em? Có vẻ tâm trạng không quá tệ, cô sắp xếp mọi việc rồi bắt đầu kể lại. Hôm anh đưa tôi về Hạ Gia, Lý Hoa cùng Hạ Kiều trói tôi lại, sau đó cho tôi 2 phát đạn ném tôi xuống sông. Về phần cha tôi, có lẽ bị hại từ trước. Xong xuôi bọn họ ngụy tạo hiện trường, nói rằng cha tôi vì mất tay lái rơi xuống. May ông trời thương, tôi được thiếu gia trịnh cứu. Đúng lúc đó, Phi Tuyết mang thai, Nê Cuối và Dĩa Biên đồng thời sang Thụy Sĩ du học. Nghe anh ta nói lúc đó, tôi sống sót được, quả là một kỳ tích. Trên người không nơi nào không có vết thương, đặc biệt vết đạn ở tay và đùi rất nghiêm trọng, suýt nữa phải cắt bỏ nữa. Tôi bất tỉnh 2 tháng, sau đó mất thêm nửa năm hồi phục hoàn toàn. Tiếp theo tôi tiếp tục chương trình học. Có lẽ ông trời thương, do vô tình tôi đoạt giải trong cuộc thi Memories do Garden tổ chức, thông qua bộ ảnh Trời Đêm và lấy tên Anna. Tiếp tục chương trình học thôi, đồng thời trở thành một Anna thần bí chuyên chụp ảnh cho những người nổi tiếng. Tuy nhiên một vài lý do nên tôi đành chăm sóc Yi thay cho đôi tình nhân kia. Nhiều người hiểu lầm cô bé là con tôi. Hạ Huyền kể lại mọi việc, nhưng gương mặt cô không có biểu hiện chút oán hận hay giận dữ, dường như đó không phải là chuyện của cô ấy. Về phần Đình Phong, sắc mặt anh lạnh tanh, bàn tay vô thức nắm chặt. Nếu 5 năm trước anh điều tra rõ ràng, có phải anh tìm thấy cô sớm hơn không? Tôi sẽ trả thù giúp em. Không cần đâu, thù của tôi sao để anh ra tay. Dù sao đây cũng là mục đích tôi về nước, nếu không làm được tôi sống có ý nghĩa gì chứ? Đình Phong không trả lời. Anh ôm cô rồi chợp mắt. Thực là không tiến hành công khai được, anh sẽ làm bí mật vậy. Sáng hôm sau, Hạ Huyền tỉnh dậy không thấy anh đâu. Cô mở cửa phòng, thấy rất nhiều túi đồ ăn sáng cùng 2 chai nước khoáng đặt ngay ngắn trên bàn. Bên cạnh là mẩu giấy. Công ty có vấn đề, tôi đi trước. Không biết hai người thích ăn gì, tôi mua lại một ít, mong là em với Y thích nhé. Cô đọc xong che miệng cười. Cố Đình Phong, anh định vô béo cô với Y à? Nhiều đây cỡ 5 người ăn mới hết, 2 người thì phải mất 2-3 ngày. Bỗng cô cảm thấy có gì đấy không đúng. Bây giờ chưa đến 5:30, cửa hàng nào bán nhiều món? Cố Thị có vấn đề gì xảy ra nhỉ? Lập tức gọi điện cho anh, nhưng bên kia nghe âm thanh thuê bao.
Cô mở web lên xem, không có tin tức về Cố Thị. Lạ nhở, sao anh rời đi sớm thế? Không phải cô nhớ Nhung gì, nhưng quả thực không phải cách hành xử bình thường của anh. Lúc này Đình Phong ngồi trong phòng làm việc, trên tay là tư liệu về Tạ Thị. A Minh đứng đối diện, nhìn tâm trạng sếp vô cùng tệ, đến thở cũng không dám. Có ai tin không? Chỉ 4 rưỡi vị thần này gọi cho anh, bảo anh lập tức đến công ty. A Minh này. Dạ vâng, có em ạ. Trong buổi sáng tôi muốn Tạ Thị phải phá sản. A Minh vội vàng lên tiếng. Sếp ơi, Tạ Thị đâu thể nói phá là phá. 5 năm nay Tạ Thị ngày càng phát triển, là một trong những tập đoàn đa quốc gia lớn nhất cả nước. Chúng ta có thể... Đình Phong chỉ tay xuất tài liệu nằm riêng lẻ trong góc. Đọc đi. A Minh cầm lên. Một giây sau sắc mặt thay đổi. Rửa tiền mua bán thuốc phiện, trốn thuế, hàng loạt tội danh bằng chứng cụ thể được đánh máy rõ ràng. Cậu khẽ nuốt nước bọt rồi quay sang lắp bắp nói với Đình Phong. Sếp, sếp có muốn hại người ta cũng đừng bịa nhiều lý do như vậy. Em bị hoảng. Đình Phong nhìn A Minh lạnh giọng nói. Cậu nghĩ tôi có khả năng làm nhiều thứ như vậy á? Dạ, thế không lẽ đây là thật ạ? Đình Phong không trả lời, điều này đồng nghĩa anh đồng ý với lời nói của cậu. Nhìn A Minh còn chưa tỉnh táo sau khi xem xong sốc tài liệu, anh có lòng tốt nhắc nhở. Nếu cậu xử lý tốt việc này, tôi tăng lương và ngày nghỉ phép cho cậu. À vâng vâng vâng, em làm cho Tạ Thị thảm nhất có thể ạ. A Minh chào anh rồi vội vã cầm sấp tài liệu chạy ra ngoài. Có một sếp vĩ đại thế này, kêu anh lên núi đao xuống biển lửa anh cũng cam tâm ấy chứ. Đáng đời Tạ Thị, không biết tại sao khi không chọc trúng vị thần này, rõ ràng sếp nổi tiếng khó chịu, vậy mà dám khiến ông trướng mắt. Tại biệt thự, lúc này Tạ gia chưa biết chuyện lớn sắp xảy ra. Tạ Nam ôm ấp Hạ Kiều trong lòng, nghe âm thanh điện thoại thông báo liên tục, gã mơ mơ màng màng trả lời. Chuyện gì thế? Tiêu rồi Tạ Tổng, cổ phiếu Tạ Thị đã không ngừng giảm sút. Nghe tin này gã ngồi bật dậy. Cậu nói hưu nói vượn gì thế? Có tin tôi đuổi việc cậu không? Em nào đùa, Cố Thị không ngừng thu mua cổ phiếu chúng ta, tất cả cổ đông đang trên con đường đến công ty ạ. Đợi tôi đến ngay. Hạ Kiều chưa tỉnh ngủ, cô ta nũng nịu. Chuyện gì thế anh? Không có gì đâu, anh đến công ty một chuyến. Tạ Nam thay bộ vest rồi đến Tạ Thị. Đúng như lời thư ký, các cổ đông có mặt đầy đủ trong phòng hội đồng. Tạ Tổng, rốt cuộc chuyện này thế nào? Tại sao Cố Thị nhắm vào chúng ta? Tạ Thị Cố Thị, trước giờ nước sâu không phạm nước giếng. Chẳng có lý do gì Cố Đình Phong làm vậy, trừ khi cậu chọc cậu ta đấy hả? Chúng tôi cần lời giải thích. Tạ Nam nghe hết đám người này đến đám người kia chất vấn, sao mặt không khá hơn là bao. Im lặng đi, từng người nói một thôi chứ. Nhưng những vị cổ đông chưa kịp lên tiếng, nhân viên quyền lễ tân gọi. Tạ Tổng, có cảnh sát tìm anh, nó điều tra gì đó. Tạ Nam lúc này thực sự hoảng rồi. Cảnh sát xuất hiện, chẳng nhẽ bọn họ biết những việc kia. Không chần chừ, gã chạy vội khỏi phòng tìm lối thoát hiểm công ty. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày may mắn, cảnh sát kịp thời phát hiện chặn đường gã. Chúng tôi nhận đơn tố cáo nói anh buôn lậu thuốc phiện, phiền anh về đồn để chúng tôi hợp tác điều tra. Tạ Nam để viên cảnh sát rồi bỏ chạy, những người còn lại đuổi theo. Không may gã vấp chân ngã nhào, cảnh sát tiến đến còng tay gã lại. Xin lỗi, chúng tôi đành dùng biện pháp mạnh. Người đâu, đưa đi. Rất nhanh, tin tức Tạ Thị phá sản lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Hàng loạt tội danh được cảnh sát công bố khiến mọi người kinh ngạc. Chỉ phạm phải một tội, ngồi tù đủ mấy chục năm. Đằng này, không ngờ tập đoàn mang vẻ hào nhoáng bên ngoài và triển tăng vọt như vậy, có thể làm những điều khủng khiếp thế này á. Người đầu tiên bị liên lụy Hạ Kiều, cô ta là diễn viên hạng A. Bây giờ bạn trai bị khép nhiều tội danh, danh tiếng bị ảnh hưởng. May tài nguyên trong tay cô ta nhiều, không gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chưa kịp vui mừng, trên mạng xuất hiện vài clip nhạy cảm của cô cùng những người đàn ông khác. Hạ Kiều nhìn bản thân trong đó, tay run rẩy đến nỗi điện thoại rơi xuống sàn. Tại sao? Tại sao đoạn phim này bị lộ ra ngoài? Rõ ràng lúc đó cô ta xử lý xong xuôi cơ mà. Cộng đồng mạng truyền tay nhau chia sẻ clip, nên khả năng hạ nhiệt là không thể. Hơn thế nữa, người tung video clip cô ta đánh đập nữ diễn viên khác trong đoàn. Rất nhiều người phẫn nộ ùa vào công kích. Không ngờ cô ta ác độc như vậy. Đây mà là nữ thần á, trời đất. Tẩy chay Hạ Kiều, phong sát Hạ Kiều. Hạ Huyền đọc từng tin tức trên web, khóe miệng giật giật. Cô chưa làm gì, thế mà có người ra tay trước. Rốt cuộc hai người này gây họa với bao nhiêu người nhỉ? Tạ Nam Hạ Kiều coi như bây giờ xong rồi. Cô chỉ cần tìm kiếm Lý Hoa. Hạ
Hạ Huyền vừa cầm điện thoại, hai tin nhắn đồng thời gửi đến, không chênh lệch một giây. Lý Hoa ở chỗ Cố Đình Phong. Lý Hoa chờ tôi, em muốn xử lý thế nào? Cô trả lời tin nhắn của Đình Phong. Anh đang ở đâu? Biệt thự của tôi. Đợi lát tôi qua. Không xem anh trả lời thế nào, cô sửa soạn rồi đi ngay. Hôm nay chủ nhật, Y không cần đi học, nên cứ để con bé ngủ thoải mái. Cô mặc đại chiếc áo khoác rồi khóa cửa lẻn ra ngoài. Đến biệt thự, quản gia nhận lệnh chờ sẵn. Khi thấy cô, ông cúi đầu dẫn cô vào trong. Lý Hoa ngồi bệt dưới đất, hai tay hai chân bị trói gô, miệng bị dính băng dính. Nhìn cô, ánh mắt bà bất ngờ, sau đó tràn đầy vẻ hung ác. Đình Phong kéo Hạ Huyền ngồi trong lòng mình, đồng thời sai thuộc hạ gỡ băng dán miệng cho bà ta. Mày còn sống à? Không thể. Bất ngờ không? Vốn tôi định một thời gian nữa đến tìm bà, không ngờ chúng ta gặp sớm như vậy. Lý Hoa trông thấy cử chỉ thân mật của hai người, ánh mắt tin không được. Tại sao con khốn này quen biết Đình Phong? Em muốn xử lý bà ta thế nào? Trước đây mẹ tôi bị bà ta ép đến mức nhảy lầu. Tôi thấy như vậy có chút nhẹ nhàng cho bà ta quá. Nghe hai người ngang nhiên thảo luận, sắc mặt tái mét. Bà ta sợ lắm rồi. Xin đừng giết tôi. Tôi sẽ làm mọi việc mà. Đình Phong không muốn Hạ Huyền dính líu việc thế này. Việc này để tôi xử lý. Bà ta làm gì với mẹ con em, tôi sẽ làm lại hệt như vậy. Hạ Huyền cùng Đình Phong ra ngoài, cái cửa khép lại. Lý Hoa điên cuồng hét lên. Bà biết một khi ánh sáng này tắt đi, cuộc đời mình không còn cơ hội. Hạ Huyền chưa kịp cảm ơn anh, cơn đau đầu ập tới, khiến cô ngã nhào phía anh. Hạ Huyền à, em không sao chứ? Quản gia, chuẩn bị xe mau lên. Đặt Hạ Huyền nằm ngay ngắn, anh đạp ga chạy đi. Chết tiệt, chuyện gì với cô thế này? Cô trong phòng cấp cứu, còn anh ngồi ngoài cầu nguyện. Một lát sau, cái cửa mở ra, bác sĩ tiến lại nói với Đình Phong. Tạm thời tình hình bệnh nhân đã ổn, do trước kia bệnh nhân va chạm mạnh cho nên để lại chấn thương ở đầu, một thời gian lại tái phát. Tuy nhiên theo tôi chẩn đoán là lại mấy năm trước bệnh nhân phải tiến hành phẫu thuật rồi chứ. Cái này tôi hỏi lại cô ấy, cảm ơn anh. Hơn một giờ sau, Hạ Huyền tỉnh lại. Nhìn anh ngồi cạnh, cô nhíu mày. Tôi bị sao thế? Chuyện này tôi phải hỏi em. Bác sĩ bảo đáng lẽ mấy năm trước phải phẫu thuật, như thế là thế nào? Cô ghé sau khẽ cười. Tôi tưởng gì, 4 năm trước do bận tôi không tham gia cuộc phẫu thuật đó, không ngờ để lại di chứng thế này à? Cố Đình Phong không biết nói thế nào. Rốt cuộc cô xem nhẹ mạng sống đến vậy á? Bác sĩ có nói gì không? Bây giờ nếu em đồng ý phẫu thuật, khả năng thành công 30%. Nếu em không đồng ý, em còn 2 năm. Nói rồi anh quan sát sắc mặt cô, nhưng cô giữ nguyên nụ cười, dường như điều này không hề ảnh hưởng đến mình. Cố Đình Phong, anh nghĩ tôi nên phẫu thuật không? Đương nhiên tôi muốn sống với em một đời. Em bỏ tôi 5 năm quá đủ rồi. Em đừng hòng xa tôi nửa bước. Cô khẽ cười, ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Cô nhìn ra cửa sổ, chiếc lá vàng mùa thu lần lượt rơi xuống. Bây giờ thời điểm chuyển mùa, thời tiết dần trở nên se lạnh. Khu cảnh đẹp thật, tiếc là tôi không có máy anh ở đây. Ừ, đúng là rất đẹp. Thôi được rồi, tôi đồng ý phẫu thuật. Dù tỷ lệ thành công chỉ 30%, nhưng tôi muốn đánh cược. Bởi vì bản thân, vì sự nghiệp, và cả vì anh nữa. Nghe câu đó, gương mặt Đình Phong hiện rõ vẻ vui mừng. Anh ôm chầm lấy cô cũng không trả lời lại. Một lát sau anh nói, em yên tâm, không có việc gì đâu. Nội tôi đang chờ chắc của bà, sao tôi thất hứa được chứ? Tôi đâu hứa vụ này. Từ đó Đình Phong chăm sóc cô từng ly từng tí, thậm chí tìm mọi cách để dỗ cô vui. Anh không tiếc ném luôn Cố Thị cho A Minh xử lý mọi việc. Anh không sợ sau này Cố Thị đổi chủ à? Em nghĩ anh thay thế được tôi. Anh đừng có tự tin quá. Tôi bây giờ đang rất nghèo. Lỡ như anh nghèo rồi, hai ta làm lại từ đầu đấy. Em nói cũng đúng. Đợi ngày mai phẫu thuật xong, tôi cho em đứng tên mọi tài sản dưới danh nghĩa của tôi. Anh hứa đi. Ừ, tôi hứa mà. 4 năm sau, Đình Phong một tay kéo vali, một tay nắm tay Hạ Huyền. Em muốn về biệt thự hay là Cố Trạch? Về Cố Trạch đi, em muốn gặp bà nội. Ừ, mình đi nhá. Hai người vui vẻ nói chuyện, quên mất đằng sau có một người. Bé trai nhìn thấy cha mẹ âu yếm, khóe miệng giật giật. Rốt cuộc, cậu có phải con của hai người này không nhỉ? Hạ Huyền đi một quãng, nhớ đến con trai. Cô quay lại phía sau, thấy cậu bé còn ở đó. Con trai, sao đứng đó? Lỡ người giấu bác con thì sao? Không phải ba mẹ quên mất con à? Hạ Huyền Đình Phong khẽ ho, gương mặt có chút mất tự nhiên. Đâu có, con nói gì thế? Nào đi thôi, bà Cố đang đợi con đấy.
Tài xế chờ sẵn ở sân bay, ba người lên xe rồi đi đến Cố Trạch. Bà Cố thấy cháu trai, gương mặt hiền hòa nở ra nụ cười. Về rồi đấy à? Vâng. Ngôn Ngôn, con chơi với bà Cố nhé. Ba và mẹ lên phòng. Vâng ạ. Minh Phong cầm tay Hạ Huyền lên lầu. Vừa đặt vali, anh khóa trái cửa. Sau đó đặt ngay cô lên giường. Anh yêu, định lực anh kém như vậy á? Ừ, nhưng mà chỉ với em thôi. Hai người dây dưa một lúc, cô mệt mỏi nằm trong lòng anh. Anh đúng là cầm thú. Anh chỉ muốn cho Ngô Ngô một đứa em. Em xem, thằng bé cô đơn như vậy buồn lắm. Tia nắng hoàng hôn chiếu xuyên qua cửa sổ, màu vàng rực của chiều tà làm khung cảnh thêm thơ mộng. Hạ Huyền nhớ tới mọi chuyện trong kiếp này. Minh Phong, gặp anh đúng là thật tốt. Ngoại truyện, Trịnh Thanh, Phi Tuyết. Phi Gia nổi tiếng trong Hắc Đạo, là cây đại thụ của thế giới ngầm trong nước. Vì có quá nhiều kẻ thù, nên ngoài đứa con trai Phi Bằng, không ai biết Phi gia chủ còn có một cô con gái Phi Tuyết. Lo sợ con gái giống như là vợ bị hại, ông luôn nhốt cô ở nhà. Việc dạy chữ cũng là thuê gia sư. Phi Tuyết lúc đầu bình thường, nhưng càng lúc càng khó chịu với sự quản giáo nghiêm khắc của cha. Năm lớp 9, do Phi gia xảy ra vấn đề, cô được chuyển lên học ngôi trường tư thục. Lần đầu tiên gặp người đó, Phi Tuyết biết thế nào là tình yêu. Trịnh Thanh là sinh viên năm nhất, anh tham gia đội tình nguyện của trường. Hai người sau vài lần trò chuyện cảm thấy vô cùng hợp với đối phương nên đã thành đôi. Vốn tưởng đây là câu chuyện tình đẹp, nhưng đến một ngày âm thanh đòn roi vang lên, chị Gia liên tục quất vào người Trịnh Thanh. Mày dám qua lại với Phi Gia, mày biết chúng nó làm gì Trịnh Gia không? Phi Gia nào à? Trong giới còn Phi Gia nào nữa, mày là thằng ngu. Tên khốn họ Phi kia đúng là ghê gớm. Nếu không phải gương mặt con nhỏ y hệt gã, tao không biết gã có con gái. Trịnh Thanh nghe xong hoàn toàn sững sờ. Phi Gia Trịnh Gia vốn là kẻ thù không đội trời chung, nhưng ai ngờ cô ấy là con gái Phi Gia chủ. Chuyện tình đẹp tan vỡ. Phi Tuyết, Trịnh Thanh chịu sự quản lý nghiêm khắc từ gia đình hai bên, cũng không còn liên lạc. Đại học năm nhất, khi đang đi khám phá trường, Phi Tuyết nghe thấy giọng nói quen thuộc, trái tim cô đau đớn lạ thường. Khi Diệp Yên, Hạ Huyền gọi, cô mới hoàn hồn rồi đi cùng họ. Hôm ấy, trong lúc mua trà sữa cho bạn thân, Phi Tuyết chính thức gặp mặt Trịnh Thanh. Có chút ngại ngùng, có chút chua xót, nhưng không hiểu sao khi thấy món quà của anh, cô bất giác nở nụ cười. Từ đó Trịnh Thanh bắt đầu theo đuổi Phi Tuyết. Anh biết cô ngại phiền phức cũng không dám công khai. Phi Tuyết tình cảm cũ chưa dứt, cuối cùng đồng ý hẹn hò với anh. Một hôm hai người uống say phát sinh quan hệ. Trịnh Thanh nhìn người con gái nằm trong lòng, anh hôn lên trán cô. Anh không để bản thân lặp lại sai lầm trước đây, để em rời xa anh một lần nào nữa đâu. Gần 2 tháng sau, Phi Tuyết phát hiện mình mang thai. Cô vội tìm Trịnh Thanh. Em có thai rồi. Trịnh Thanh bất ngờ, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Thật không? Nhưng em không muốn giữ đứa bé. Anh biết gia đình chúng ta đấy, hai bên có thù sâu đậm. Nếu chẳng may phát hiện ra thì... Em bình tĩnh đi, anh sẽ nghĩ cách. Chưa kịp nghĩ ra biện pháp, Hạ Huyền gặp nạn. May mắn được Trịnh Thanh cứu giúp. Lúc này anh đột nhiên nghĩ ra ý tưởng để Phi Tuyết đi du học, đồng thời chăm sóc bạn mình. Quả nhiên hữu hiệu. Phi Tuyết Diệp Yên nghe tin làm đơn đăng ký học bóng rổ, rồi sau đó là đơn đăng ký học bổng đi ra nước ngoài. Tại đây Phi Tuyết xin bảo lưu 1 năm, đợi danh JEE rồi tiếp tục chương trình học. 5 năm trôi qua, mọi thứ suôn sẻ. Hai bên Trịnh Gia và Phi Gia không hề hay biết. Đến một hôm, khi Phi Tuyết cùng Trịnh Thanh mua sắm, Trịnh Gia chủ, Phi Gia chủ cùng thuộc hạ xuất hiện. Phi Bằng là người lên tiếng. Phi Tuyết, em biết rõ điều cấm của Phi Gia mà. Bên kia, ông Trịnh cũng nói. Trịnh Thanh, mày làm tao thất vọng. Bài học từ mấy năm trước mày không rút ra được à? Lúc này Trịnh Thanh không trốn tránh, anh nắm chặt tay Phi Tuyết. Cuộc đời này của con chỉ lấy một mình cô ấy là vợ, nếu cha ngăn cản, đừng mong gặp được cháu gái mình. Cháu gái cái gì? Mày nói cái gì thế? Diệp Yên từ cửa hàng kem đi ra, nhìn cảnh người đông như vậy, trong đầu hiện 3 chữ không xong rồi. Phi Gia, Trịnh Gia, chuyện gì thế? Đây là chuyện nhà chúng tôi, mong Diệp tiểu thư đừng xen vào. Diệp Yên nghe vậy khẽ cười. Xin lỗi, nhưng cháu có thứ này cho hai người xem. Nói rồi cô lấy điện thoại, mở hình Y từ lúc còn bé xíu đến giờ. Đây là chị Y, bé con là cháu đích tôn của hai người. Trịnh Gia chủ và Phi Gia lúc này đây nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt có chút xúc động. Lúc đầu nghĩ là giả thôi, nhưng những bức ảnh sau con bé càng lớn, gương mặt càng giống cha mẹ nó. Phi Bằng bột miệng.
Cho gái phi ra đúng là đáng yêu thật. Hai vị lập tức trừng mắt với anh. Xem xong họ thở dài bắt đầu nói chuyện. Cho dù thù với nhau thế nào, nhưng giờ hai đứa đã có cháu, đã đến lúc buông bỏ. Nhìn cha mình vốn cứng đầu, bây giờ nghiêm túc bàn chuyện cưới hỏi. Phi Tuyết mỉm cười. Y đúng là phúc tinh của chúng ta anh ạ. Ừ, em cũng thế. Cả hai là báu vật của đời anh. Và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn đến đây là kết thúc rồi. Các bạn cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Chia sẻ lại dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.